Được, uống trà, Nghiêu Hữu Đạo nâng chén trà ra ý mời đối phương rồi chậm rãi thưởng thức. Hắn không nói gì, uống hết lại ra hiệu cho người tới châm thêm nước. Gia Cát Tầm chờ một lát mới hỏi, không biết Nghiêu Huynh là người phương nào? Làm việc ở đâu, ta là người nước Yến, hiện đang làm pháp sư tùy tùng của Dung Bình quận Vương Thương Triều Tông. Trường công chúa mừng thọ 40 tuổi, Vương ra bận bịu không dứt được việc, mệnh ta tới thay mặt chúc thọ cô mẫu. Thương Triều Tông, Gia Cát Tầm à một tiếng, Sắc mặt khá phức tạp, đương nhiên y không lạ gì cái tên này. Năm xưa Thương Chiêu Tông phạm tội ở kinh thành nước Yến bị giam vào Thiên Lao, bên nước Hàn cũng có theo dõi. Ninh Vương Thương Kiến bá từ nhỏ đã tạo nên áp lực rất lớn cho nước Hàn, một vạn thiết kỵ phá tan 10 vạn đại quân nước Hàn như bẻ cành khô không gì cản nổi, đã gây ra đả kích nặng nề triều dã nước Hàn từ trên xuống dưới. Ninh Vương không chết, nước Hàn cũng không dám khinh địch xuôi nam tấn công nước Yến, đương nhiên y biết mấy người nhi tử của Ninh Vương ra các tầm nghiêng đầu liếc một cái lập tức có người lặng lẽ lui ra y chậm rãi nhấc một ngụm trà hỏi đều là sứ thần đến chúc thọ của nước yến vì sao Ngưu huynh muốn giết tống long hôm nay ta vừa mới tới phủ thành kim châu tống long đã hạ độc thủ với ta ta may mắn thoát thân nhưng huynh đệ của ta lại bị lão bắt được may nhờ người phủ thứ sử đứng ra mới cứu được người ra lão đã muốn giết ta vì sao ta không thể giết lão vì sao đương yên đương lành tống long lại muốn giết Ngưu huynh Ta vốn là đệ tử Thượng Thanh Tông của nước Yến, là sư huynh đệ đồng môn của cháu trai Tống Diễn Thanh của Tống Long. Ta bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Môn, Tống Diễn Thanh vẫn không chịu buông tha, dọc đường chặn giết. Vì tự vệ, ta đã giết Tống Diễn Thanh, thù này liền kết, đôi mắt một tu sĩ sau lưng ra các tầm lóe lên lấp lánh, tiến tới gần cúi đầu thì thầm sát vào tai y, nói đến đây thuộc hạ cũng nhớ ra. Thực đúng là Thượng Thanh Tông có một người tên như gì đó, đúng là có chuyện như vậy trong thông cáo thượng thanh tông phát ra giới tu hành chỉ trích tội danh tống gia có một tội như vậy có điều trong đó không đề cập tới việc có một đệ tử bị trục xuất khỏi sư môn đã giết con cháu tống gia trước đây không lâu thuộc hạ có nghe được một tin thượng thanh tông đã nương nhờ vào thiệu đăng vân thứ sử bắc châu của nước hàn ta ra các tầm đăm chiêu chợt thở dài có vẻ cảm khái chẳng trách thì ra nghiêu huynh vào tống ra từng kết thù này tống long này thân là sứ thần một nước không lấy quốc sự làm trọng lại làm ra chuyện như vậy thực kỳ cục nhưng nói lại, sứ thần một nước là đại diện cho bộ mặt nước ấy, dù là đi sứ nước nào, không có tội danh xác thực, sẽ không ai dám làm gì, bằng không, rất dễ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Nghiêu huynh muốn ta giúp việc này thực sự có hơi đường đột. Tuy nước Hàn và nước Yến là địch, nhưng mạo muội giết sứ thần ở nước khác vẫn là chuyện hiếm thấy. Ngay cả hai quân giao chiến cũng không giết sứ giả, ta há có thể làm chuyện này. Nghiêu hữu đạo trả lời, không cần ra các huynh động thủ, cũng không cần ra các huynh chịu trách nhiệm gì, chỉ mong Gia Cát huynh tạo cho ta một cơ hội để ta động thủ thôi. Gia Cát tầm nhíu mày, vậy thì, y lại bưng chén trà lên, ánh mắt có vẻ suy tư. Không bao lâu sau, người lúc nãy ra ngoài lặng lẽ đi vào, cúi đầu thấp giọng thì thầm vào tai y, bọn thủ vệ đã sang sân bên kia xác nhận không sai. Người này tên Nhiêu Hữu Đạo, là người dung bình quận vương thương triều tông của nước Yến phái tới chúc thọ hải như nguyệt. Gia Cát tầm đang chờ tin này đây, không thể dễ dàng tin vào thân phận Nhiêu Hữu Đạo tự giới thiệu được nhất định phải xác nhận lại. Sau khi hiểu rõ tình hình, y thoải mái đặt chén trà xuống, thở dài, như huynh, không phải ta không chịu giúp ngươi. Thực ra ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, giết sứ thần một nước không phải chuyện nhỏ, sau này, nước yến có thể dễ dàng buông tha cho ngươi sao. Chỉ sợ ngươi muốn rời khỏi Kim Châu cũng khó, tống gia đã hạ sát thủ với ta ba lần, lần nào ta cũng ở thế bị động. Chuyện như vậy há có thể kéo dài hết lần này đến lần khác con thỏ nổi điên lên cũng cắn người nữa là như hữu đạo duỗi ra ba ngón tay rồi đặt xuống lại hỏi lẽ nào ra cát huynh cho rằng nếu ta không giết tống long tống long có thể để cho ta dễ dàng rời đất kim châu sao ý ta đã quyết ra cát tầm nhoẻn cười đầy thần bí ý vị sâu xa trong yến quán tống long cũng đang đốt đèn xem công văn đây là thư tín từ kinh thành nước triệu truyền về có liên quan đến bên đó thân là sứ thần chú ở triệu quốc nhất định ngày nào lão cũng phải quan tâm tới vấn đề này sàng lọc tin tức xong tin nào hữu dụng lập tức dùng kim xí sí truyền về bên yến kinh một tùy tùng đi vào bẩm báo đại nhân đã tìm người của phủ thứ sử xác nhận Nhiều hữu đạo không có quan hệ gì với phủ thứ sử mà là người do thương triều tông phái tới chúc thọ hải như nguyệt tống long dựa vào ghế ánh mắt lóe lên quỷ quyệt mời hoàng húc thăng đến cho ta vâng người kia cáo lui lát sau hoàng húc thanh đã đi vào hỏi đại nhân có việc gì sao Tống Long từ tốn đáp, như hữu đạo chỉ là người thương chiều tông phái tới Trúc Thọ Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt thân là chủ nhân, khách mời Trúc Thọ gặp chuyện ngay trước mắt, bà ta không thể mặc kệ, đương nhiên phải đứng ra giải quyết. Lúc trước quả thực là chúng ta vọng động rồi. chương 159, Dạ Yến. Hoàng Húc Thăng không nói gì, song trong bụng lại thầm nghĩ, giờ ngươi đang là sứ thần, vốn không nên làm chuyện này. Đồng thời, gã cũng đang chờ câu sau của lão. Gã biết lão sẽ không chỉ nói vậy, nhất định còn có chuyện gì khác nếu không sẽ không gọi mình tới tống long ngửa mặt lên trời than thở ta biết thân phận của ta làm chuyện này không hợp lý nhưng dù sao đây là một chuyện rất tiện tay nếu ta không làm sau này làm sao ăn nói với lão tam lão tam chỉ có một đứa nhi tử như vậy nghe nói vị đệ muội kia ngày nào cũng dùng nước mắt rửa mặt bảo ta gặp nàng ta phải giải thích thế nào hoàng huynh theo dõi chặt nghiêu hữu đạo thấy có cơ hội thích hợp lập tức giải quyết đi dứt lời lão đứng dậy chắp tay với Hoàng Húc Thăng, vái một cái, xin nhờ. Hoàng Húc Thăng cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu, ta sẽ tận lực. Tống Long cười, Hoàng Huynh yên tâm, chuyện này thành rồi, Tống ra tất sẽ có báo đáp. Đúng lúc này, một tùy tùng đi vào, đặt một tấm thiệp mời lên bàn trước mặt Tống Long, bẩm báo, sứ thần nước hàn ra các tầm sai người đưa thiệp mời tới, mời đại nhân tới dự tiệc. Tống Long nhận thiệp mời, mở ra xem, cao mày, chờ tối đến mới mở tiệc, tên nhãi ra cát này đang dở trò gì đây? Bên kia có nói gì không? Không có gì, chỉ nói là một bữa dạ yến phong hoa tuyết nguyệt hôi, bên đó có đưa thiệp mời tất cả sứ thần các nước. Mời cả sao, Tống Long ngờ vực, nếu chỉ mời một mình lão, lão sẽ lo lắng có ý gì. Nhưng bên kia lại mời tất cả các sứ thần, lão lập tức cảnh giác lo mấy người này liên thủ bán đứng mình, nhất định lão phải tới xem có chuyện gì xảy ra. Cùng là sứ thần, lão quá hiểu mấy người này mà. Ai nấy đều là kẻ không từ thủ đoạn để tranh đoạt lợi ích cho quốc gia của mình những kẻ này ai nấy đều có lòng riêng vậy mà lại tụ tập lại chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao tin mới lạ sắp tới giờ hẹn ghi trên thiệp lão lập tức dặn dò người làm chuẩn bị bách hoa các tọa lạc trong vườn hoa chính giữa quán lưu phương dưới ánh đèn lộng lẫy đình đài lầu các lại có vẻ trang nhã ở đây có một cái hồ nhỏ khách mời chưa tới chủ nhân tới trước ra các tầm đang chắp tay bồi hồi đứng bên nhà thủy tạ mấy ca cơ bên cạnh đánh đàn thổi tiêu tiếng đàn du dương tiếng tiêu trầm thấp Bóng đêm nặng dần. Không bao lâu sau, sứ thần các nước đã lục tục đến. Đương nhiên Tống Long cũng có trong số đó. Có người hỏi ra các tầm chuyện gì, y chỉ cười đáp chờ một lát sẽ biết. Y nhìn sang sứ thần nước Tống đồ Hoài Ngọc, hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau. Chờ mọi người đến đông đủ, rượu ngon đồ ăn ngon cũng lần lượt được dâng lên. Gia Cát Tầm đưa tay mời mọi người vào trong trường đình ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống mới phát hiện vẫn còn chỗ trống, tùy phái nước về hỏi, Gia Cát chẳng lẽ vẫn còn những người khác. Bốp bốp bốp, ra các tầm vỗ tay ba lần, tiếng đàn tiếng tiêu dưới bậc thang lập tức dừng lại, từ một đầu khác của trường đình mọi người đang ngồi, cửa mở ra, ngưu hữu đạo bước ra, đi sau còn có phương chiết và viên phương tập tĩnh ôm kiếm trong lòng. Có người ngờ vực, có người không hiểu, Tống Long chỉ nheo nheo mắt lạnh lẽo nhìn ra các tầm. Viên phương cùng phương chiết dừng ở ngoài đình, không cùng đi vào. Những tùy tùng khác cũng không đi vào mọi người thấy như hữu đạo đi vào cũng không ai lo hắn ta sẽ làm sằng làm bậy. Ở đây nhiều cao thủ như vậy mà, trừ phi hắn là kẻ sống lâu quá phát chán rồi. Nghiêu hữu đạo tiến vào, chắp tay với mọi người, tại hạ nghiêu hữu đạo, là người dưới trướng dung bình quận vương nước Yến. Là này đáng lẽ là vương ra tự mình tới chúc thọ cô mẫu, nhưng lại bận rộn không thể rời đi, bèn phái tại hạ tới làm giúp. Có thể gặp chư công ở đây là phúc ba đời của tại hạ. Sắc mặt mọi người đều khác nhau, không ai nói gì. Gia Cát Tầm đưa tay ra hiệu một hồi, Ngưu Hữu Đạo ngồi vào vị trí giữa sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc và sứ thần nước Vệ. Hắn ta vừa ngồi xuống, Tống Long đã cười lạnh hỏi, ở đây đều là sứ thần các nước. Ngươi là cái thá gì cũng xứng vào đây ngồi. Ngưu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh, hạ nghi, không hé răng, mặc cho lão châm chọc. Những người khác chỉ quan sát, Gia Cát Tầm ấn ấn tay ra hiệu cho Tống Long bình tĩnh đừng nóng, cười nói trước khi nói chính sự. Có chút việc nhỏ ta muốn giải thích với chư vị một chút. Thực ra, trên đường tới Kim Châu ta đã gặp Nghiêu Huynh Đệ, quen nhau rồi, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Trước đó, Nghiêu Huynh có tới tìm ta, nói rằng mình và Tống Gia nước Yến có một đoạn ân oán, hắn ta không muốn cũng không dám đối nghịch với Tống Gia. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, còn có thể làm sao? Hắn ta tới cầu ta, mong ta đứng ra làm người giảng hòa, hóa giải đoạn ân oán này. Nếu mọi người đều ở đây, thuận tiện làm chứng luôn, không biết ý Tống Huynh thế nào nói rằng quen nhau trên đường tới kim châu chỉ là cái cớ thực ra y muốn nói hiện giờ thượng thanh tông đang nương nhờ vào nước hàn mà nghiêu hữu đạo là một đệ tử của thượng thanh tông y đứng ra làm người hòa giải cũng coi như hợp lý nhưng nghiêu hữu đạo không chịu thương lượng kiên quyết không đồng ý để cho y dính tí quan hệ nào giữa mình với thượng thanh tông rất kiên quyết nói rằng mình đã bị thượng thanh tông đuổi khỏi sư môn không có quan hệ gì nữa tống long lườm xéo ra cắt tầm có phải ngươi quản hơi nhiều rồi không Gia Cát Tầm vội xua tay, đừng hiểu lầm, chỉ là nói chuyện thôi, nói chuyện cũng không sao mà. Có câu, oan ra nên cởi không nên buộc, có một số việc, qua rồi thì cho qua đi, hà tất phải bắt mãi không thôi. Tống Long hừ lạnh, ta không hiểu ngươi nói gì, nói chuyện chính đi, người không liên quan thì lui ra, đừng có tự làm mình xấu mặt. Gia Cát Tầm cười khổ, xòe hai tay với nhiều hữu đạo, ra vẻ ta cũng chẳng có cách nào. Sứ thần nước Tống là đồ hoài ngọc nhàn nhạt, nhạt nói, đây là khách người ta mời tới, nào có đạo lý khách đuổi khách. Lễ giáo nước yến bị chó ăn rồi sao? Tống Long nhìn chăm chú, đồ lão nhi, đừng có dối hơi tìm việc. Những người này khi đứng trong triều đình của chính nước mình thì làm việc hay nói chuyện đều khá rụt rè, nhưng chỉ cần đi sứ ra ngoài là sẽ cùng sứ thần nước khác vỗ bản tranh luận, hoặc đỏ mặt tía tai mắng nhau, thậm chí chửi bới thô tục cũng là chuyện rất bình thường, chẳng bao giờ nói chuyện lịch sự cả. Đương nhiên, mắng xong lại có thể cùng ngồi uống rượu. Uống rượu xong lại có thể mắng bình thường vẫn xưng huynh gọi đệ, nhưng khi động đến lợi ích quốc gia lập tức có thể trở mặt ngay. Khi lợi ích quốc gia cần, lại lập tức có thể thân mật bàn chuyện. Đồ hoài ngọc mặc kệ lão, quay sang nhìn nghiêu hữu đạo, tiểu huynh đệ, lão phu khá hứng thú nghe thử xem có chuyện gì xảy ra. Không biết vì sao ngươi lại kết cừu với tống gia, những người khác cũng tò mò việc này, lần trước thấy chu thuận đưa người tới yến quán đòi người là đã rất tò mò rồi. Sứ thần nước tề là tả an niên cũng cười hớn hở nói, nói nghe một chút đi những người khác đại để cũng khẽ gật đầu thể hiện sự tán đồng chỉ có tống long xa sầm mặt lão rất muốn lập tức phất tay áo bỏ về nhưng lại muốn biết chính sự gia cát tầm muốn nói đến là gì vốn ta là đệ tử thượng thanh tông sau đó đã bị thượng thanh tông trục xuất khỏi sư môn trên đường bị sư huynh tống diễn thanh chặn giết nghiêu hữu đạo nói lại mấy lời lúc trước nói với gia cát tầm nói xong hắn ta nhìn tống long chằm chằm trong lần đánh giết ta ở nam sơn tự ta đã giết tống diễn thanh trong lần phục kích ta ở huyện thương lưu ta đã giết nhi tử của quản gia quý phủ lần này ngẫu nhiên gặp tống đại nhân trong phủ thành kim châu tống đại nhân lại hạ sát thủ nếu không có phủ thứ sử đứng ra còn không biết tình hình sẽ như thế nào tống đại nhân ta thực sự không muốn cứ trồng chất thù hận với tống ra như vậy cũng không chọc nổi tống ra hôm nay có chư công ở đây làm chứng ta nguyện thành khẩn chịu lỗi kính xin tống ra dơ cao đánh khẽ tha cho ta một mạng chương 160, tới một người ta giết một người. Tống Long cười gần trong bụng, nghĩ thầm, ngươi là cái thá gì cũng xứng đàm phán với Tống ra. Nhưng lão vẫn bình tĩnh nói, dài dòng một đống, không hiểu ngươi nói cái gì. Đây không phải nơi cho ngươi nói hưu nói vượn, ta hạ sát thủ với ngươi khi nào, không chứng không cứ, không thể nói lung tung. Gần như cùng lúc ấy, Hoàng Húc Thăng vẫn lắng nghe động tĩnh bên trong lập tức lắc mình ra đằng sau lão phòng ngừa nghiêu hữu đạo đàm luận không xong lại làm ra hành động gì nghiêu hữu đạo đứng dậy chắp tay nói tống đại nhân ta một mảnh thành ý chỉ cần có thể buông tha cho ta điều kiện gì cũng có thể đàm luận hắn không nói dối tống ra thế lớn nếu có thể giải quyết trong hòa bình là tốt đẹp nhất tống long dựa vào ghế ôn hòa nhã nhận đáp không thể nào người bảo ta đàm làm sao nghiêu hữu đạo không nói gì thái độ của đối phương đã rõ ràng người ngồi ở đây đều là kẻ tinh tường ai cũng hiểu ý tống long muốn nói nhưng họ chỉ muốn xem náo nhiệt thôi không ai quan tâm đến cảm giác của Ngưu Hữu Đạo. Tống Long nhìn sang Gia Cát Tầm, Gia Cát, đừng có chơi mấy trò vớ vẩn khó hiểu này. Để cho người không liên quan lui ra, nói chuyện chính đi. Gia Cát Tầm chỉ có thể đứng dậy tiến khách, chắp tay nói, như Huynh, thực không tiện, người xem có phải nên quay về nghỉ ngơi trước không? Tống Long rất xem thường Ngưu Hữu Đạo, nhếch miệng thành một vệt cười gần nhàn nhạt. Đồ Hoài Ngọc bên cạnh quái gở nói, có mấy người, thực không hiểu nghĩ thế nào, chuyện như vậy cũng có thể đồng ý đứng ra giảng hòa được. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là không xong rồi, làm vậy không phải tự khiến mình lúng túng sao. Ngoài miệng không lông, làm việc vô ích, ra các tầm đang ấy náy lập tức quay phát lại, thẹn quá hóa giận, mắng thương tấn lão tặc, người mắng ai. Đồ hoài ngọc cũng đứng dậy, trừng mắt, ra các tiểu nhi, người mắng ai. Ra các tầm mắng trả, ai mắng ta ta mắng kẻ đó. Đồ mất dậy, ta thay mặt phụ mẫu người dậy dỗ ngươi. Đồ hoài ngọc quát lên, phất tay tát một cái, chát, một cái bà tai lanh lảnh vang dội mạnh mẽ bà chúng mặt ra cát tầm. Mọi người kinh ngạc ngây người, ở đây không có ai là chưa từng thấy hai người này cãi nhau, nhưng động thủ là lần đầu tiên. Tống Long hơi sừng sốt, suýt nữa thì bật cười, chuyện của lão, hai người này lại làm ầm lên như vậy là sao? Còn muốn xem lão làm trò cơ à? Lần này xem ai mới là người làm trò? Ra cát tầm ôm má cũng kinh ngạc ngây người, không ngờ lão thất phu này lại dám ra tay khi hai người ngầm hẹn kịch bản để diễn với nhau không hề có màn này đây là lão biết mình không dám nói ra chân tướng nên cố tình nhân cơ hội trả thù mà như hữu đạo cũng sửng sốt còn ra tay nữa hai người này diễn nhập tâm thật ra các tầm gần như tát trở lại ngay lập tức đồ hoài ngọc ra tay trước đã có đề phòng giơ tay chặn lại nhưng lại bị ra các tầm túm lấy dâu mép hộ vệ của hai người ở gần đó vội vàng nhảy vào kéo tách họ ra chỉ một thoáng đã có nhiều tu sĩ nhảy vào như vậy rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hộ vệ của những người khác cũng lập tức xông vào bảo vệ chủ nhân của mình rời đình. Ai, chợt có người hô lên, một pháp sư tùy tùng của Gia Các Tầm đột nhiên xoay người, túm lấy vai Hoàng Hữu Thăng đang muốn hộ tống Tống Long đi ra, "Trách sao lại đá ta?" "Không phải ta đá." Hoàng Húc Thăng vung tay gạt gã ra, người kia lảo đảo, ngã chạm phải cạnh bàn. Hành động này khiến hiện trường lập tức loạn cào cào, người của Gia Các Tầm lập tức xông đến. Đương nhiên người của Tống Long cũng không cam lòng yếu thế, cũng xông cả lên. Thấy đủ loạn rồi, đồ hoài ngọc đã tách khỏi Gia Cát tầm vội hô hoán, cản bọn họ lại, đừng làm tổn thương hòa khí. Người của lão cũng lập tức xông cả lên liên thủ với người của gia cát tầm, gần như là hai người kéo một mình Tống Long, lập tức tách lão ra khỏi các hộ vệ, bị cô lập. Dừng tay, tất cả dừng tay, Tống Long hò hét, như hữu đạo đứng nghiêng nghiêng trước bàn lạnh lùng nhìn Tống Long ở ngoài đình, nhấc tay. Viên phương ôm kiếm đứng sau lưng lập tức ném ra, vô được kiếm, như Hữu đạo lắc mình bước ra, lách qua đám người. Đám người hoàng húc thăng đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi biến sắc, nhưng vẫn bị người ta kéo chặt. Người muốn làm gì, có tiếng tống long hô lên kinh ngạc, mọi người nhìn qua, thấy tống long đã bị như Hữu đạo tóm chặt búi tóc ấn quỷ xuống đất, mũi kiếm lạnh lẽo gác trên cổ lão. Đại nhân, tu sĩ bên cạnh sở tương ngọc sứ thần nước tấn hỏi thử, xem có cần phải tiến lên ngăn cản không, Sở tương ngọc hơi giơ tay ngăn lại, lạnh nhạt nói trong nước yến sinh loạn không phải chuyện xấu. Các ngươi làm gì, một tiếng quát trói tai vang vọng giữa bầu trời đêm, mấy chục người từ trên trời giáng xuống vây quanh như hữu đạo. Người của phủ thứ sử đã đến, ra cát tầm và đồ hoài ngọc nhìn nhau, không có gì mà như hữu đạo bị chen ngang. Lần này có thể ra tay sao, tạm thời mặc kệ đi, hai người nóng lòng trốn trách nhiệm, đều vội vung tay ra hiệu cho người mình thả thủ hạ của Tống Long ra. Bọn Hoàng Húc Thăng vừa thoát thân lập tức vào tới, lại bị người của phủ thứ sử ngăn lại, tất cả dừng tay. Bọn Hoàng Húc Thăng chỉ có thể vây quanh Nhiêu Hữu Đạo, quát lên, Nhiêu Hữu Đạo, lập tức thả tống đại nhân. Nhiêu Hữu Đạo lạnh lẽo nhìn quanh, rồi nhìn xuống tống long đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất, hờ hững nói tống diễn thanh giết ta, ta giết lại. Lưu tử ngư giết ta, ta giết lại, ngươi giết ta, ta cũng giết, tống ra các ngươi, một người tới ta giết một người. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đợi. Xoạt, lưỡi dao quét một cái trên cổ Tống Long, máu tươi phụt ra khiến các ca nữ đàn hát góp vui sợ hãi gào thét. Người không thích đánh đánh giết giết, không ra tay thì thôi, nếu ra tay, hậu quả tương đối tàn nhẫn. Tống Long còn chẳng kịp kêu lên một tiếng đã bị Nghiêu Hữu Đạo lấy đầu, thân thể bị hắn ta đạp một cái ngã lăn xuống đất giật giật, không còn cơ hội sống lại. Bọn Hoàng Húc Thăng kinh ngạc ngây người, thế này, làm sao ăn nói được với nước Yến, với sư môn đây? Sứ thần các nước hít vào một hơi lạnh, dù là ra các tầm và đồ Hoài Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng bị tình cảnh này dọa cho sợ hãi run lên cầm cập. Phương Chiết triệt để không nói được gì nữa. Vương gia phái ai tới thế này? Viên Phương ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ đạo gia dám làm thật. Lần này to chuyện rồi. Trần Quy thạc trợn mắt há mồm, tình huống này mà vẫn dám ra tay, thực sự hắn ta không sợ chết sao? Gã thực không ngờ nổi cái tên năm xưa bị giam lỏng ở Đào Hoa Nguyên lại là một kẻ liều mạng tâm ngoan thủ lạt như thế. Nghiêu Hữu Đạo ném thủ cấp trả cho Hoàng Hữu Thăng, kiếm trong tay hắn cũng bị đánh rơi ngay lập tức, còn hắn thì bị người của phủ thứ sử khống chế. Bọn người Hoàng Húc Thăng điên cuồng xông tới, cũng bị người phủ thứ sử ngăn cản. Giết người đền mạng, Hoàng Húc Thăng gầm lên, người ngăn cản gác kiếm lên cổ gã cảnh cáo thì sẽ xử trí, không cần ngươi dạy dỗ. Kim Châu không phải nơi các ngươi cố tình làm bậy được. Chư vị đệ tử nghe lệnh, còn ai dám làm bừa, giết không tha. Bắt tất cả mọi người ở hiện trường khắp phòng đao quang kiếm ảnh lấp lóe rất nhanh một đội nhân mã vào tới có thể nói là một người không lọt bắt đi toàn bộ không một ai phản kháng thật ra cũng không ai phán phản kháng động thủ với nhân mã phủ thứ xử nơi này quả thực là muốn chết mà sau đó có người đưa di thể của tống long đi trong đin chỉ còn lại rượu và thức ăn còn chưa ai động đến đổ nháo đổ nhào tất cả mọi người đều bị giam trong một viện tử tu sĩ bị phong bế kinh mạch không thể dùng pháp lực ra Cát Tầm mở cửa một gian phòng, xoa xoa dấu tay trên má, chừng mắt với Đồ Hoài Ngọc đang ngồi đó thảnh thơi uống trà, lão già, ai bảo lão đánh người. Đồ Hoài Ngọc nói, này, không phải để diễn cho thật sao? Người cũng giật mất mấy cọng dâu của lão phu, không phải lão phu cũng không tính toán à? Mọi người vừa chứng kiến cái chết của Tống Long vẫn còn đang bồi hồi, đều đang suy ngẫm chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, đồng thời cũng buồn bực. Đi dự tiệc lại bị bắt, còn bị liên lụy vào chuyện này giờ thì chỉ có thể chờ người bên ngoài câu thông mà thôi. chương 161, chữa bệnh một muộn lắm rồi, rửa tay chân rồi đi ngủ đi, việc không liên quan đến chúng ta, sáng mai là được ra ngoài rồi. Sứ thần nước tề tả an niên nói với mấy người cùng tụ tập ngắm trăng, giơ tay che miệng ngắp một cái. Sứ thần nước vệ tùy phái hỏi, bị giam ở đây lấy gì mà rửa? Tả an niên sờ sờ mặt sửa lại, có một đêm thôi, không rửa cũng không sao sứ thần nước tấn sở tương ngọc đang ngẩng đầu nhìn trăng lẩm bẩm các người nói xem liệu ra cát tầm và lão quỷ đồ hoài ngọc có thể liên thủ diễn kịch không hai người kia cảnh giác tả an niên hỏi sao lại nói vậy sở tương ngọc chắp tay xoay người nhìn chằm chằm hai người còn lại dám ra tay giết người ở đây lẽ nào nghiêu hữu đạo kia thực sự không sợ chết kỳ lạ nhất là không một tu sĩ nào của tống long có thể thoát thân ra ngăn cản hắn và cứu tống long được đều bị người của gia cát tầm và đồ hoài ngọc kéo lại là trùng hợp sao Y nói vậy khiến tùy phái và tả an niên cùng rơi vào trầm tư. Im lặng một lát, tùy phái nói, theo như ngươi nói, lẽ nào đột nhiên người của Kim Châu xuất hiện ngăn cản cũng là để ngăn người của Tống Long không ra tay với Nhiêu Hữu Đạo sao? Lẽ nào bên Kim Châu cũng tham dự, bằng không, Nhiêu Hữu Đạo sẽ chết chắc, tả an niên trừng mắt, lẽ nào ra cắt tầm, đồ hoài ngọc và bên Kim Châu liên thủ diễn kịch. Tống Long không có quan hệ gì với bên Kim Châu chứ? Nếu có gì thật, Tống Long cũng sẽ không dám tới đây đâu lại nói tống long là khách tới đây chúc thọ bên kim châu lại giết chết khách mời ngay trước tiệc mừng thọ về tình về lý đều không hợp lý mặt khác nói diễn kịch cũng không hợp lý các ngươi cảm thấy ra cát tầm sẽ bảo đồ hoài ngọc tát vào mặt mình thật mạnh sao dấu tay đó ta nhìn rõ lắm ra tay không nhẹ đâu nói đến cái tát kia khóe miệng sở tương ngọc và tùy phái đều giật giật họ nhớ lại quả thực cái tát kia của đồ hoài ngọc cực kỳ tàn nhẫn nghĩ đến thôi cũng đau nói vậy cân nhắc một lát, mấy người đều lắc đầu. Xem ra có thể là trùng hợp thật, trong đình hỗn loạn, cản tay lẫn nhau, lại bị nghiêu hữu đạo kia nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Bọn họ gây sự ẩm ý đương nhiên cũng kinh động đến người của phủ thứ sử đến ngăn cản. Nếu thực sự là trùng hợp, mệnh của Tống Long kia đúng thật là đến lúc hết thật rồi. Ôi, ngủ đi, ngủ đi, các người tìm chỗ ngủ đi, ngày mai tiếp tục xem trò vui là được. Tả An Niên ngáp một cái, khoát tay áo, xoay người tự đi tìm chỗ ngủ hai người kia cũng tản đi cũng chẳng có gì phải lo lắng chuyện này chẳng liên quan đến bọn họ huống hồ bên kim châu cũng chẳng dám làm gì họ sau khi hỏi rõ tình hình nhất định sẽ thả họ ra thôi nói một cách tổng thể bọn họ được đãi ngộ vẫn tính là tốt tuy bị giam lỏng ở đây nhưng vẫn có đủ lễ độ nhất định còn đương sự thực sự của hai bên thì hiện giờ đang bị tống vào trong thiết lao kia trong lao người ra người vào như hữu đạo viên cương và phương chít cùng bị gọi ra hình như bị áp giải ra ngoài thẩm vấn thấy Ngưu Hữu Đạo bị áp giải đi qua trước cửa, Hoàng Húc Thăng cũng bị giam trong lao đột nhiên vào tới, nắm chặt hàng rào thép giận giữ gào lên, Ngưu Hữu Đạo. Tống Long chết, gã gặp phiền phức lớn rồi, thân là đầu lĩnh đội hộ vệ, Tống Long lại chết ngay trước mặt mình như thế, gã không biết ăn nói với triều đình nước Yến thế nào, cũng không biết ăn nói với sư môn thế nào. Ngưu Hữu Đạo quay lại nhìn gã, tiện thể nhìn chằm chằm Trần Quy Thạc. Trong lòng hắn hiểu rõ, Tống Long không biết mình, nếu không có Trần Quy thực tiết lộ thân phận mình, căn bản sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ở Kim Châu này, đâm ra có hơi hối hận lúc trước không giết gã ở Nam Sơn tự luôn cho rồi. Trần Quy Thạc bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm mà phát lạnh. Trong lòng gã cũng hiểu rõ, hôm nay nếu không có người của phủ thứ xử kịp thời xuất hiện ngăn cản, nếu không vì thời gian gấp gáp nên Nhiêu Hữu Đạo không kịp chú ý đến người khác, thì sợ là hắn sẽ hạ độc thủ với mình. Cảnh Nhiêu Hữu Đạo giết Tống Diễn Thanh ở Nam Sơn tự vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, hôm nay gã lại tận mắt nhìn thấy Tống Long bị giết. Tống Long là sứ thần một nước đó, kẻ này cũng dám hạ độc thủ ngay trước mặt mọi người, còn là chém đầu Tống Long ngay trước mặt mọi người nữa. Điên rồi sao? Gã chỉ cầu sau chuyện này lưu hữu đạo mau chóng bị xử tử cho rồi, bằng không, sau này mình sẽ phải trốn biệt khỏi kẻ điên này, không thì chắc chắn hắn ta sẽ không tha cho mình. Hoàng Húc Thăng đang trợn trừng hai mắt cũng cực kỳ nghi ngờ. Gã luôn cảm thấy chuyện tối nay có vấn đề, bên này lại không có một ai có thể ra tay giải cứu kịp thời. Thẩm vấn phủ thứ sử biết rõ sự việc mà còn cần thẩm sao áp giải đi thẩm vấn chỉ là làm bộ một chút thôi nghiêu hữu đạo được áp giải thẳng về phủ thứ sử chuyện của nghiêu hữu đạo đã xong chuyện của phủ thứ sử vẫn chưa xong xem bệnh trong phòng thấy nghiêu hữu đạo đi tới hải như nguyệt hơi hồi hộp vị này nói làm là làm lại dám chém đầu tống long ngay trước mặt mọi người gan to thật đương nhiên bà ta đã biết rõ tường tận chuyện ở quán lưu phương nghiêu hữu đạo đi vào hành lễ tạ ơn trưởng công chúa tác thành tác thành cái gì ta không làm gì hết không biết gì hết hải như nguyệt nhàn nhạt phủ nhận hoàn toàn gạt chuyện vừa rồi sang mọt bên gọi ngươi đến là để hỏi một chút xem chuyện xem bệnh sẽ không có biến cố gì chứ viên phương chỉ cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong bụng thấp thỏm không ngớt nghiêu hữu đạo mỉm cười đáp hoa tiên sinh đã hết giận có thể yên tâm xem bệnh hải như nguyệt nghe vậy phấn chấn tinh thần tuy trong bụng vẫn nghi ngờ nhưng bà ta vẫn ôm hy vọng. Dù sao, xem đối phương đầy tự tin thế kia, thậm chí còn dám đem mạng ra đảm bảo kia mà. Chứ không làm sao bà ta lại đồng ý chuyện ở quán Lưu Phương. Đương nhiên, một phần cũng vì chuyện đó không cần bà ta gánh tí trách nhiệm nào. Cũng sợ đêm dài lắm mộng, đối phương lại đưa ra yêu sách gì, bà liền hỏi, gặp ngày không bằng chúng ngày, bây giờ trần được rồi chứ. Nghiêu hữu đạo gật đầu, có thể, nhưng phải giải trừ cấm chế trên người ta. Hải Như Nguyệt nhìn sang viên phương, Ngưu Hữu Đạo lại nói, thực ra lương y thực sự là ta, xem bệnh cho lệnh lang cũng là ta. Trước kia phải ẩn giấu quả thực là bất đắc dĩ, mong trưởng công chúa bao dung. Hắn chắp tay bồi tội, Hải Như Nguyệt nổi giận, nhưng nghĩ lại mình đang cầu người ta chữa bệnh cho nhi tử, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, liếc sang Chu Thuận. Chu Thuận lập tức ra ngoài gọi tu sĩ đến, mở cấm chế trên người Ngưu Hữu Đạo, nhưng vẫn đứng bên cạnh sợ hắn làm sằng làm bậy. Sau đó, cả đoàn người rời phòng lớn đi vào trong nội viện, tới phòng ở của Tiêu Thiên Trấn. Để thuận tiện xem bệnh, Chu Thuận đã dặn nha hoàn ở đó châm đèn trước, cả căn phòng sáng choang. Tiêu Thiên Trấn nằm dưới lớp chăn dày, mặt mũi tái nhợt, vành mắt xanh đen, rõ ràng đã ngủ. Thấy nhi tử như vậy, sắc mặt hải như nguyệt thực phức tạp. Khi còn trẻ bà ta đã bị đưa tới nước Yến làm con tin, là kẻ bên ngoài, chua sót nếm đủ. Sau đó, lại hoàn toàn bất đắc dĩ bị gả tới đây cho một con ma bệnh, có ai hiểu được nỗi khổ trong lòng bà, thật vất vả mới sinh được một đứa con trai, kết quả cũng là một con ma bệnh. Bà không biết kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệp gì mà kiếp này phải chịu đủ báo ứng. Bà ta vẫn nhớ, khi ấy mình đã quỷ gối trước mặt mẫu hậu khóc lóc van xin, mẫu hậu chỉ vỗ về mình, nói rằng đây là cái giá của vinh hoa phú quý, là mệnh của nữ nhi hoàng tộc. Tránh không được, giấy không ra, mẫu hậu nói, mặc kệ sau này thế nào, người làm mẫu thân như mẫu hậu cũng chỉ có thể cố gắng giữ mạng cho bà, đảm bảo bà không phải lo cơm áo. Còn lại thì chẳng thể cho bà mà phải tự trông cậy vào bản thân bà. Mặc kệ sau này bà làm gì, mẫu hậu cũng sẽ không oán bà. mươi 162, Chữa Bệnh 2 Chu Thuận đi tới trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, thấp giọng hỏi có cần đánh thức bệnh nhân không? Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu đi tới ngồi bên giường bệnh, Chu Thuận đi tới hỗ trợ, nhẹ nhàng vạch một góc chăn lấy tay Tiêu Thiên Trấn ra. Nghiêu Hữu Đạo nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch của Tiêu Thiên Trấn, Vừa chạm vào da thịt y, hắn đã cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh toát, trời nóng thế này còn đắp chăn dày thế sao? Theo bản năng, hắn quay sang nhìn bồn than đang cháy bập bùng trong phòng. Bình tĩnh lại, thu hồi tạp niệm, hắn chậm rãi nhắm mắt truyền chân khí vào tay người bệnh thăm dò. Hắn âm thầm hoảng sợ, mạch của tiêu thiên chấn nhẹ như tơ, chỉ như một đứa trẻ mấy tuổi vậy, mà cực kỳ giòn, không hề dai. Không chỉ có kinh mạch, huyết mạch cũng vậy, nhịp tim cũng thế. Có thể tưởng tượng được, bình thường bệnh nhân này không dám cử động mạnh nữa, bằng không sẽ là đi tìm chết. Đây là một người không có niềm vui thuở ấu thơ, chỉ vậy thôi cũng còn đỡ, quỷ dị hơn là, gân mạch người này cực kỳ lạnh lẽo, cái gốc đã lạnh, nhiệt độ của huyết dịch toàn thân cũng thấp hơn người bình thường. Như hữu đạo cũng khó mà hình dung nổi làm thế nào mà người này có thể sống đến hiện tại, cũng không biết phủ thứ sử này đã phải bỏ bao công mới giữ gìn được. Hắn ta nhận đến xem bệnh cho tiêu thiên chấn là nói bừa, thực ra chỉ là xác nhận tình hình một chút không thể cứ tin mọi lời nói của bên này được, hắn ta muốn xác nhận xem có phải hải như nguyệt cố ý muốn chối không. Xác nhận xong, như hữu đạo lặng lẽ thi pháp điều động càn khí trong cơ thể. Chân khí trong cơ thể hắn không giống người thường, chia làm hai khí âm dương càn khôn, đại khái đây là lý do chọn tên càn khôn quyết. Càn khí lặng lẽ tràn vào trong cơ thể tiêu thiên chấn, theo kinh mạch tràn khắp toàn thân tiêu thiên chấn. Hắn muốn thử xem có thể xua tan hàn khí trong kinh mạch bệnh nhân không. A à, tiêu thiên trấn mơ hồ kêu lên như nói mơ tất cả mọi người đều đồ dồn vào nhìn nghiêu hữu đạo hai mắt hải như nguyệt sáng ngời lấp lánh phát hiện sắc mặt nhi tử hồng hơn không nhịn được xoắn suýt hai ngón tay với nhau muốn hỏi thăm tình hình thế nào nhưng thấy nghiêu như hữu đạo vẫn đang nhắm mắt không nói gì lại không dám quấy nhiễu ánh mắt chu thuận nhìn nghiêu hữu đạo cũng có vẻ mong chờ trong phòng lặng thinh có thể nghe được cả tiếng kim rơi nhưng tình hình không lạc quan như họ tưởng chỉ có nghiêu hữu đạo hiểu rõ nhất tình hình thực sự kinh mạch của tiêu thiên chấn quả thực rất lạ, rõ ràng như hiếu đạo đã dùng càn khí xua tan hàn khí trong kinh mạch toàn thân của y, nhưng vừa chia thu càn khí một cái, hàn khí lại ùa ra tràn khắp kinh mạch, không biết từ đâu ra. Như hiếu đạo chỉ có thể tiếp tục đẩy càn khí vào kinh mạch y, chuẩn bị dùng càn khí nung kinh mạch cho y thử xem. Dần dần, sắc mặt tiêu thiên chấn hồng hào hơn, màu xanh đen quanh vành mắt y cũng dần biến mất, sắc mặt có vẻ thoải mái hiếm thấy. Cuối cùng, y nóng quá, mơ hồ gọi, nóng khát, nước, như hữu đạo mở mắt nhìn y, thấy nhi tử thấy nóng, hải như nguyệt mừng rơn, bước nhanh tới gần giường. Tu sĩ kia vội cản bà lại sợ như hữu đạo gây bất lợi. Nhưng hải như nguyệt phất tay cho gã lui xuống, như người ngồi xuống bên giường, nhìn như hữu đạo đối diện hỏi ý, thấy hắn không phản đối bèn thử duỗi tay ra thăm dò. Đặt tay trước mũi nhi tử, rõ ràng bà ta cảm thấy hơi nóng khi nhi tử thở ra, lại khẽ chạm vào chán, thấy nóng bỏng. Lúc này, tiêu thiên chấn giật giật mí mắt tỉnh lại, giật giật tay, phát hiện có người đang bắt mạch cho mình. Y nhìn mẫu thân rồi chuyển qua nhìn Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên hỏi ta còn sống được bao lâu. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đáp, tóm lại là không chết được. Lời này chỉ đơn thuần là để trấn an, người ta không còn là trẻ con nữa, không thể nói những lời nói dối quá lộ liếu, cũng không thể nói với bệnh nhân rằng ngươi không còn sống được bao lâu nữa. Thật chứ, Tiêu Thiên Trấn truy vấn, Ngưu Hữu Đạo nói nhẹ nhàng như vậy cũng khiến cho Hải Như Nguyệt tràn đầy mong chờ nghiêu hữu đạo gật đầu cười với tiêu thiên trấn nhấc ngón tay đặt trên mạch của đối phương lên hắn mỉm cười tâm tình hơi nặng nề không có nguyên nhân gì khác chỉ vì thương cảm với tiểu tử trên giường bệnh tiểu tử đáng thương này từ nhỏ đã phải chịu khổ đến thế hắn đến đây là vì chuyện chiếm quận thanh sơn cho thương triều tông chứ không phải để chữa bệnh cho tiêu thiên trấn hắn có biết một chút kiến thức trung y và tây y kiếp trước thậm chí hắn còn lợi hại hơn cả các bác sĩ trung y bình thường một chút hắn hiểu trung y nhưng không biết đơn thuốc, càng không phải bác sĩ chuyên nghiệp, kiến thức cũng có hạn. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng có thể tiện thể giải quyết tốt bệnh tình của Tiêu Thiên Trấn, sau này làm việc cũng chắc chắn hơn. Nhưng trên thực tế, hắn còn không nhìn ra được Tiêu Thiên Trấn mắc bệnh gì, chỉ ít là người khác còn xem ra được bệnh thiên âm tổn mạch, hắn chỉ nhìn ra được bệnh trạng, còn nguồn gốc bệnh trạng thì chịu. Sau khi thu lại càn khí từ trong kinh mạch của Tiêu Thiên Trấn, hắn đã nhận ra, rõ ràng hàn ý trong kinh mạch của y đã được loại trừ, cũng đã hâm nóng kinh mạch toàn thân của y. Nhưng vừa thu lại, lại có hàn khí trong cơ thể Tiêu Thiên Trấn không biết từ đâu xông ra, hắn tin chắc không bao lâu nữa nó sẽ lại ăn mòn toàn thân y. Bệnh này quá kỳ quái, lưu hữu đạo không có đầu mối gì, đương nhiên cũng không có phương hướng giải quyết. Đặt tay Tiêu Thiên Trấn vào trong chăn, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hải Như Nguyệt lập tức đứng dậy đi ra theo, Chu Thuận vội phất tay ra hiệu cho hạ nhân chăm sóc Tiêu Thiên Trấn. Mấy người từ trong phòng đi ra. Chu Thuận hỏi, Pháp Sư tu luyện công Pháp Dương tính sao? Nghiêu Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi, vì sao lại nói vậy? Trước kia, để cứu thiếu gia, phu nhân đã từng mời người tu luyện công Pháp Dương tính đến, tình trạng khi chẩn đoán và điều trị cũng giống như vừa rồi. Nghiêu Hữu Đạo à một tiếng, cũng không trả lời rằng mình không tu luyện công Pháp Dương tính. Mấy người về tới thính đường, Hải Như Nguyệt không nhịn được nữa, hỏi, Pháp Sư, kết quả chẩn trị thế nào? Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu, bệnh tình của lệnh lang rất kỳ lạ, tạm thời ta không có cách nào. Hắn ta nói vậy khiến cho viên phương hãi hùng khiếp vía, thầm than khổ rồi. Đạo gia ơi đạo gia, sao ngươi lại nói vậy? Nói thế sẽ chết đấy. Quả nhiên, sắc mặt chu thuận xa sầm xuống tận đáy, lạnh lùng nhìn chầm chầm như hữu đạo. Sắc mặt hải như nguyệt cũng lạnh như băng, như hữu đạo, người dám trêu đùa ta. Như hữu đạo cười ha ha, ha ha, trưởng công chúa gấp quá rồi. Ta chỉ nói là tạm thời không có cách, chứ không nói là không có cách nào giờ ta chỉ nghĩ liệu xích dương chu quả có thực sự chữa khỏi bệnh cho lệnh lang không hải như nguyệt nhìn hắn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi phát hiện ra kiểu nói nửa vời của tên này chỉ để kích thích người khác có chuyện gì nói một lượt cho xong sẽ chết sao cứ phải khiến cho người ta nổi giận không muốn giận cũng phải giận mà không thể làm gì hắn được nghẹn khuất khó chịu chu thuận bên cạnh nói không sai phu nhân đã mời không ít cao nhân tới xem bệnh đều nói xích dương chu quả có thể trị hết bệnh thiên âm tổn mạch của thiếu gia trưởng môn vạn động thiên phủ đã tự mình tới kiểm tra cũng nói vậy, không sai được. Vạn động thiên phủ là môn phái tu hành đứng sau màn nâng rỡ Kim Châu, cũng là một đại phái hiếm có của nước triệu. Như Hữu đạo nói, nói cách khác, chỉ cần ta có thể đưa xích dương chu quả cho trưởng công chúa là coi như đã hoàn thành lời hứa, chuyện sau đó có chữa khỏi hay không không liên quan tới ta, phải không? Hắn nói vậy khiến người nghe lại giấy lên hy vọng, hải như Nguyệt quả quyết nói, không sai. Chỉ cần ngươi có thể đưa xích dương chu quả cho ta, coi như đã thực hiện lời hứa, chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ lập tức xuất binh ủng hộ Thương Triều Tông. Chương 163, nỗi lo của trưởng công chúa. Chuyện này không phải chỉ nói một hai câu là xong, chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện được chứ? Đột nhiên Như Hữu Đạo giang tay đổi chủ đề. Hải Như Nguyệt muốn nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt, trời nửa ngày không có kết quả còn đòi ngồi. Chờ lát nữa ta xem nên bầy cái đầu của ngươi ở đâu. Nhiêu Hữu Đạo đã giết Tống Long dù bây giờ bà có giết đối phương cũng chỉ coi như giết người đền mạng sẽ không ai nói gì nhưng bà ta vẫn tạm thời nhịn cơn giận trong lòng xuống đưa tay ra hiệu mời ngồi bản thân mình cũng bước lên thượng vị vuốt váy dài ngồi xuống chu thuận đi ra ngoài dặn dò cho người dâng trà ánh mắt mọi người đều dồn cả vào nghiêu hữu đạo viên phương và phương chiết nơm nấp lo sợ nhưng nghiêu hữu đạo lại chẳng hoang mang hoàn toàn nhàn nhã bình tĩnh chậm rãi bưng trà nhấp môi lại chậm rãi buông chén xuống mới hỏi trưởng công chúa không biết ngài có nghĩ đến trường hợp nếu xích dương chu quả không trị hết bệnh của lệnh lang chưa hải như nguyệt lạnh lùng nói chuyện này không cần ngươi quan tâm chỉ cần ngươi giao xích dương chu quả cho ta là xong như hữu đạo vẫn tâm bình khí hòa hỏi lại nếu xích dương chu quả không trị hết thì sao hải như nguyệt cả giận mắng người mong con ta chết sớm phải không trưởng công chúa quá lời rồi ta và lệnh lang không oán không cừu còn không đến mức thất đức như vậy ta chỉ đang bình tĩnh nói chuyện, bản cung không cần nghe ngươi nói chuyện, có phải ngươi muốn hoa ngôn xảo ngữ gì đó về xích dương chu quả để tính cách thoát thân phải không? Bản cung cảnh cáo ngươi, bản cung đã liên tiếp nhượng bộ ngươi, việc này không thể nhượng bộ nữa. Không giao quả ra được thì tống ra không cần động thủ, ngươi cũng sẽ chết. Như hữu đạo vững vàng trả lời, ta đã đồng ý với trưởng công chúa đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ta đã nói, nếu không chỉ hết bệnh cho lệnh lang sẽ đi tìm xích dương chu quả đến, đương nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Trước đó ta còn nói, ta biết cách giải nỗi lo lửa xém lông mày của trưởng công chúa, ta cũng sẽ thực hiện. Hai chuyện này, ta sẽ đồng thời làm vì trưởng công chúa. Hải như nguyệt sửng sốt, nhớ lại, đúng là lúc trước nhiều hữu đạo có nói muốn giải nỗi lo lửa xém lông mày gì đó cho mình, nhưng khi đó mình chỉ nghĩ đến là chuyện chữa bệnh cho nhi tử. Giờ mới biết đối phương đang nói đến hai chuyện khác nhau, mà còn đều ôm lấy cả, nói rằng muốn giải quyết cho mình. Chuyện kia là chuyện gì? nhìn sang Chu Thuận hơi nghi hoặc bên cạnh, hiển nhiên lão cũng không biết Nghiêu Hữu Đạo đang nói đến chuyện gì, bà đành nói, nỗi lo lửa xém lông mày của bản cung chính là chuyện bệnh tình của nhi tử ta. Chỉ cần con ta khỏi bệnh, tất cả đương nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Nghiêu Hữu Đạo hỏi, theo trưởng công chúa, chuyện mấu chốt trước mắt là xích dương chu quả phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Trường công chúa dám khẳng định xích dương chu quả thực sự có thể trị hết bệnh cho lệnh lang sao? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trị không hết thì sao? đột nhiên hắn đứng dậy đi tới trước mặt chu thuận nói với lão chỉ sợ vạn động thiên phủ muốn nhắm tới người kế thừa cơ nghiệp kim châu đúng không trường công chúa sốt ruột chữa bệnh cho tiểu thứ sử chẳng lẽ không có một phần nguyên nhân là đây sao hắn quay người lại đi tới trước mặt hải như nguyệt vừa đi vừa nói theo ta được biết sau khi tiêu hoàng tả thế thân thể tiêu biệt sơn vẫn yếu ớt không thích hợp chủ trì chuyện quân chính kim châu vạn động thiên phủ sợ kim châu sinh loạn đã có ý định đổi người chủ trì cục diện sau này nhờ có trưởng công chúa có thể hiệp trợ phò mã khiến cho vạn động thiên phủ nể tình tiêu ra làm việc cho mình nhiều năm không muốn khiến người bên dưới lạnh lùng nên mới không thực hiện kế hoạch kia hắn đứng vững vàng trước mặt hải như nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt biến sắc của bà ta sau khi tiêu biệt sơn qua đời nhi từ nhỏ tuổi người yếu còn không bằng tiêu biệt sơn có vẻ vạn động thiên phủ lại có ý định thay người mà người bên dưới cũng bắt đầu mắt đi mày lại với vạn động thiên phủ muốn ngồi thế vào vị trí thứ sử này lại cũng nhờ trưởng công chúa kịp thời dùng thủ đoạn sắt thép huyết tẩy mới ép được việc này xuống. Nếu xích dương chu quả không trị được hết bệnh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có danh nghĩa tiêu gia và uy vọng nhiều năm của tiêu gia ở Kim Châu, trưởng công chúa liệu có thể ngăn chặn bên dưới bao lâu? Chẳng lẽ ngài sẽ nhiều lần dùng thủ đoạn huyết tẩy Kim Châu sao? Kim Châu bất ổn tuyệt không phải điều vạn động thiên phủ muốn thấy. Thêm nữa, không có phần tình cảm cũ của tiêu gia và vạn động thiên phủ, muốn cắt, sợ là sẽ cắt rất kiên quyết đến khi ấy trưởng công chúa sẽ đi đâu chẳng lẽ chuyện này không phải nỗi lo lửa xém lông mày của trưởng công chúa sao suốt lời hắn quay về chỗ ngồi xuống những tình tiết này là khi nghiêu hữu đạo đến kim châu phương chiết đã báo lại tường tận cho hắn biết nghiêu hữu đạo nói một chàng khiến cho hải như nguyệt buồn bực nặng nề nhưng bà ta chỉ cười lạnh ngươi quan tâm nhiều quá rồi giấy bản cung chính là trưởng công chúa nước triệu đương kim bệ hạ là huynh trưởng của ta đương kim thái hậu là mẫu thân thân sinh của ta không muốn ở lại Kim Châu, ta còn có thể quay lại Kinh Thành, áo cơm vẫn không cần lo. Vậy trưởng công chúa cần gì phải đau khổ chống ngượng ở đây làm gì nữa? Vì sao không từ bỏ nơi này đem theo lệnh lang tới Kinh Thành hưởng vinh hoa phú quý đi? Như Hữu Đạo hỏi lại, nâng chén trà cười nhạt, tạm thời không nói đến chuyện vạn động thiên phủ có để công chúa đem theo bí mật nơi này rời đi không? Kim Châu tự nuôi binh không biết đã đắc tội với bao nhiêu hoàng tộc và quyền quý ở Kinh Thành. Quay lại Kinh Thành, áo cơm không lo ta tin, nhưng một người đã từng đối nghịch với triều đình nhiều năm giờ lẻ loi chơi trọi quay về kinh thành, trưởng công chúa nghĩ có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao. Hoàng đế có thể cổ vũ cơn gió này sao? Hoàng đế có thể không thẩm vấn chuyện ở Kim Châu sao? Có thể không bước trưởng công chúa giao cái gì đó ra sao? Chuyện quan hệ tới quốc gia đại sự, Thái hậu có thể một tay che trời cản được sao? Trưởng công chúa là người lớn lên trong hoàng cung, chắc còn rõ hơn ta. Trưởng công chúa dám quay về sao? ở kinh thành lại hơn hô phong hoán vũ ở đây sao? Hải Như Nguyệt bị nói thẹn quá hóa giận, cao giọng mắng, liên quan gì đến ngươi? Như Hữu Đạo bình tĩnh nhắc lại, ta nói, ta muốn giải quyết nỗi lo này giúp cho trưởng công chúa. Hải Như Nguyệt mỉa mai, chỉ giải quyết một tống long cũng phải cầu người, người đừng nói mình có thể chi phối kinh thành nước triệu đi. Như Hữu Đạo mỉm cười, cửa kinh thành nước triệu mở hướng nào ta còn không biết, nào có bản lãnh đó. Nhưng giúp trưởng công chúa giữ được Kim Châu thì không vấn đề gì. Phương Chiết đứng đó mơ mơ màng màng, không biết nghiêu hữu đạo đang luẩn quẩn cái gì. Viên Phương cũng dương mắt nhìn, không biết đạo gia đang náo loạn kiểu nào. Chu Thuận vẫn luôn cau mày nhìn nghiêu hữu đạo, hải như nguyệt thì như nghe được chuyện cười lớn, liên tục mỉa mai, người kêu ta thao túng Kim Châu. Nghe ý trong lời ngươi nói, hình như sức ảnh hưởng của ngươi đối với vạn động thiên phủ còn lớn hơn cả ta nữa. Ngược lại ta thật sự muốn nghe xem ngươi và vạn động thiên phủ có quan hệ gì, dám mở miệng nói lời ngung cuồng như vậy không không không, như hữu đạo liên tục xua tay, trưởng công chúa hiểu lầm, ta và vạn động thiên phủ không có quan hệ gì hết, ta chẳng quen người nào của vạn động thiên phủ cả. Hải như nguyệt liên tục cười lạnh, ngay cả hướng đi tới cửa kinh thành nước triệu ở đâu ngươi cũng không biết, một người của vạn động thiên phủ ngươi cũng không nhận ra, ngươi còn muốn thao túng thế của Kim Châu. Như hữu đạo từ từ nhấp một hớp trà, rồi thong thả nói, người thao túng thế của Kim Châu chưa hẳn phải có quan hệ với kinh thành nước triệu và vạn động thiên phủ, dùng Bình Quận Vương thì có thể giúp trưởng công chúa một tay. Chương 164, đôi bên cùng có lợi. Hắn ta, Hải Như Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói, người làm hắn ta rời khỏi Phượng Lăng ba thử xem sao. như Hữu Đạo buông xuống chén trà nhìn về phía Chu Thuận, ta muốn địa đồ, bản đồ toàn bộ thiên hạ. Chu Thuận đưa mắt nhìn phản ứng của Hải Như Nguyệt, thấy bà không phản đối, lập tức tự làm chủ xoay người rời đi. Trong lòng Chu Thuận hiểu rõ, Nưu Hữu Đạo đã nói tới nước này chắc sẽ không đem mạng nhỏ ra đùa giỡn, dù trưởng công chúa còn đang mỉa mai, nhưng trưởng công chúa vẫn còn kiên nhẫn cùng ngồi nói chuyện đã chứng tỏ bà ta cũng muốn biết lời như hữu đạo nói có thật hay không. Chỉ là về mặt thái độ trưởng công chúa không thể để người khác tùy tiện bắt chẹt. Mà bản thân lão thật ra cũng muốn biết đáp án, muốn biết như hữu đạo làm thế nào phá giải cái gọi là nỗi lo lửa xém lông mày của trưởng công chúa. Không bao lâu, Chu Thuận tự mình ôm tới một quyển địa đồ, không có qua tay của những người khác. Nghiêu hữu đạo đứng dậy đi tới, phất tay ra hiệu cho viên phương và phương chiết mở ra. Hai người tiến lên nhận lấy địa đồ từ trong tay chu thuật, đặt lên mặt đất ở trong sảnh rồi mở ra. Mở được một nửa, sau khi lộ ra nước yến và nước triệu, như hữu đạo ra hiệu cho hai người dừng lại, kêu hai người đặt địa đồ dựng đứng lên, sau đó kéo sang ngang. Nhìn chằm chằm địa đồ khẽ quan sát một lúc, như hữu đạo lại xoay người đưa tay mời Hải Như Nguyệt, xin mời trưởng công chúa dịch bước tiến lên nhìn xem. Hải Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ đoan trang từ từ đi tới quét mắt lên địa đồ bà cũng rất quen thuộc tấm bản đồ này bình thường nữ nhân không cảm thấy hứng thú gì với loại đồ vật buồn tẻ vô vị và không có mỹ cảm thế này nhưng không có cách nào khác tình trạng hiện nay của bà không tiếp xúc với những thứ này là không được nghiêu hữu đạo đưa tay chỉ chỉ vào hướng đông nam của nước triệu kim châu ngón tay nghiêng về quận thanh sơn ở biên giới nam châu của nước yến bên cạnh chỉ chỉ vào vị trí huyện thương lư dung bình quận vương ở đây quay đầu lại hỏi hải như nguyệt trưởng công chúa cảm thấy thế cuộc này như thế nào nào có thế cuộc gì hải như nguyệt rất muốn ném ra một câu nhìn không hiểu cho hắn kim châu thế lớn nơi chật hẹp nhỏ bé như huyện thương lư bốn bề lâm nguy như hữu đạo biết trong lời nói của bà có ý chê bai huyện thương lư chẳng qua người ta nói cũng đúng sự thật đất đai một châu tương đương với một tỉnh ở kiếp trước của hắn còn huyện thương lư chỉ là một huyện hoàn toàn không thể so sánh mà bây giờ không phải lúc để so đo chấp nhận thái độ của nữ nhân này ngón tay hắn lại dạo quanh một vòng ở quận thanh sơn nếu dung bình quận vương thống nhất quận thanh sơn vậy thế cuộc này sẽ ra sao có phải sẽ tiếp giáp với kim châu cùng nhau dính liền thành một khối không chu thuận nói tiếp đúng là dính liền thành một khối nhưng như vậy thì sao sao y có thể để chủ tử hung tợn trả lời câu hỏi thiểu năng này được nói không đúng chẳng phải khiến chủ tử xấu hổ hay sao nghiêu hữu đạo rất đơn giản một khi Dung Bình quận vương chiếm được quận Thanh Sơn, có thể trở thành chỗ dựa cho trưởng công chúa Cậy Nhờ, hình thành thế liên hiệp hỗ trợ. C, Hải Như Nguyệt cười nhạo một tiếng, quận Thanh Sơn nho nhỏ làm chỗ dựa để quận Kim Châu Cậy Nhờ. Ngón tay Nghiêu Hữu Đạo vừa chuyển, rơi vào quận Quảng Nghĩa, nếu như lại thêm một quận Quảng Nghĩa thì sao? Quận Quảng Nghĩa đông người đủ lương thực, hiện nay tinh binh đã có 10 vạn rồi. Sau khi Dung Bình quận vương chiếm được quận Thanh Sơn đương nhiên cũng phải mở rộng người ngựa. Trưởng công chúa đừng quên Phượng Lăng Ba và Dung Bình Quận Vương đều phục vụ cho Thiên Ngọc Môn, một bên động thì sẽ liên hợp hành động, người ngựa hai quận cùng giúp đỡ được không? Hải Như Nguyệt khinh thường, người ngựa hai quận thì sao, đáng để ta trông cậy vào còn con này. Nghiêu Hiếu Đạo, trưởng công chúa đừng quên cha của Dung Bình Quận Vương là ai, côn trùng trăm chân chết còn dễ ruộng, Ninh Vương đương nhiên sẽ giữ lại chút nội tình cho con trai mình. Nếu Dung Bình Quận Vương luyện được một đội hùng binh, nếu một vạn anh dương võ liệt vệ khi Ninh Vương còn sống xuất hiện trở lại, Trưởng công chúa còn cảm thấy đây là trông cậy còn con ư? Không nói một vạn kỵ binh của Ninh Vương có thể san bằng 10 vạn đại quân của nước Hàn dễ như trở bàn tay, sức mạnh của anh Dương Võ Liệt về ta đã tận mắt nhìn thấy. Triều đình nước Yến phái ra mấy ngàn người ngựa chặn giết, trong đó kỵ binh đã hơn ngàn, nhưng lại bị 500 kỵ binh của Dung Bình Quận Vương trực tiếp một lần đánh tan. Hải Như Nguyệt im lặng, ánh mắt Chu Thuận cũng lóe lên. Cộng thêm người ngựa của quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn, nếu triệu Hoàng dám động vào Kim Châu, chẳng những có người ngựa kim châu của trưởng công chúa chống lại, mà hai bên gần trong gan tắc, một vạn anh dương võ liệt vệ trong chớp mắt có thể cưỡi ngựa vượt biên giết vào biên giới nước triệu, cộng thêm phần lớn người ngựa của quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn phối hợp, triệu hoàng không tập kết trọng binh đối phó, chỉ sợ không dễ dàng cản trở như vậy. Nếu nước Yến bên này muốn uy hiếp kim châu, đương nhiên cũng phải đi qua Nam Châu bên này. Xem như dung bình quận vương không chặn đánh, bày ra trạng thái ủng hộ trưởng công chúa nhân lúc loạn lạc tấn công nội bộ nước Yến, nước yến đương nhiên cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. như hữu đạo lại tiếp tục xoay người đối mặt với địa đồ chỉ về phía bên dưới kim châu, vòng một vòng xung quanh kim châu, phía tây kim châu có bình châu, bắc thì có quang châu, đều nằm trong sự khống chế của triệu hoàng. hai châu này đều nhìn chằm chằm kim châu, hình thành thế kiểm chế đối với kim châu. vạn động thiên phủ không dám làm kim châu bất ổn chính là vì sợ điều này, sợ người ngựa hai châu nhân lúc vắng vẻ xâm nhập. phía đông kim châu là nam châu của nước yến. Nam có biển rộng minh mông, chỉ có thể chạy trốn, không thể làm đường lui. Mà một khi trưởng công chúa nhận được sự ủng hộ toàn lực từ Dung Bình quận vương, thế cuộc lại hoàn toàn khác hẳn. Bên trong có thể để triệu hoàng kiêng kỵ, bên ngoài có thể làm nước yến không dám làm bừa. Kim Châu không lo, thế cuộc như vậy chẳng phải là điều mà vạn động thiên phủ ưa thích. Hắn nói tiếp, cũng giống như vậy, nếu vạn động thiên phủ dám đổi chủ Kim Châu, nếu dám đổi trưởng công chúa đi, Dung Bình quận vương đương nhiên sẽ không đồng ý một khi bày ra trạng thái tấn công một khi xuất binh đánh kim châu kim châu tất loạn triệu hoàng đương nhiên sẽ thừa cơ xông tới cướp đoạt kim châu đổi trưởng công chúa đi cũng là mang theo ý nghĩa kim châu khó giữ được thử hỏi vạn động thiên phủ còn dám làm vậy không chẳng lẽ như vậy không phải giải nỗi lo lửa xém lông mày cho trưởng công chúa sao hải như nguyệt và chu thuận nhìn nhau sau khi hơi im lặng một lúc hải như nguyệt lại cười lạnh nói thật đúng là kỳ quái rõ ràng là đến xin bổn cung xuất binh giúp đỡ nhưng bổn cung nghe tới nghe lui làm sao lại biến thành thương triều tông xuất binh đến giúp bổn cung vậy nghiêu hữu đạo bỏ tay xuống khỏi bản đồ khẩn khoản nói vốn là chuyện hỗ trợ đôi bên cùng có lợi đương nhiên trước khi dung bình quận vương ủng hộ trưởng công chúa còn phải nhận được sự ủng hộ của trưởng công chúa đây câu nói đầu tiên nhàn nhạt trôi qua lời nói xoay chuyển nói cách khác chuyện này chẳng những phải nhờ vào trưởng công chúa còn nhờ vào sự giúp đỡ của vạn động thiên phủ ổn định kim châu ít nhất trong khoảng thời gian ngắn vạn động thiên phủ không cần lo lắng Kim Châu bất ổn, chỉ cần trưởng công chúa dâng mưu kế này lên, lợi ích tốt như vậy, vạn động thiên phủ không có lý do để từ chối. Cũng giống thế, có thể giúp đỡ Thiên Ngọc Môn nuốt lấy quận Thanh Sơn, Thiên Ngọc Môn cũng không có lý do gì để từ chối. Hải Như Nguyệt nhìn chằm chằm bản đồ, hai mắt lập lè một lúc, liếc xéo nói, thương Triều Tông bị vây ở nơi chật hẹp nhỏ bé, binh lính chẳng qua chỉ mới mấy ngàn, phần lớn còn là mượn tới, một vạn anh dương võ liệt vệ, ngay cả bóng cũng chẳng thấy đâu, thật đúng là vẽ lên một miếng bánh thật là lớn nhỉ. chương 165, thuyết khách, như hữu đạo nghiêm nghị nói, trưởng công chúa nói vậy sai rồi, dung bình quận vương thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Chỉ cần chiếm được quận Thanh Sơn, có được địa bàn đủ lớn, có đầy đủ nguồn chiêu mộ binh lính, có đầy đủ lương thảo cung ứng, một vạn anh dương võ liệt vệ xuất hiện trở lại là việc trong tầm tay. Chuyện có thể thành sự thật, sao lại là không tưởng. Dù chỉ có 5.000 kỵ binh, cũng là khiếp sợ không thể khinh thường. Chỉ cần thế cuộc thành công, bất kể là trưởng công chúa hay là dung bình quận vương, đều không phải là ai muốn đổi thì có thể tùy tiện đổi đi. Hải như nguyệt xoay người, từ từ trở về chủ vị. Sau khi quay người ngồi xuống, bà chậm rãi nói, nghe ý của ngươi, có phải vừa mới đến là ngươi đã tự tin rằng dù có tìm được xích dương chu quả hay không cũng không sao cả, đúng không? Nghiêu hiểu đạo khoát tay áo, chủ động đi tới trước mặt của bà, bệnh của lệnh lang đương nhiên rất quan trọng, một ngựa là một ngựa, chữa bệnh là chữa bệnh, giải nỗi lo cho trưởng công chúa là giải nỗi lo cho trưởng công chúa, ta vẫn sẽ nghĩ cách làm trưởng công chúa có được xích dương chu quả như cũ. Dâng lên kế sách giải nỗi lo cho trưởng công chúa, chỉ là vì muốn đổi lấy một điều kiện với ngài mà thôi. Điều kiện, Hải Như Nguyệt nhíu mày nói, nói nghe thử xem, như hiểu đạo, trưởng công chúa không thể kéo dài thời gian, cần nhanh chóng xuất binh giúp đỡ dung bình quận vương chiếm được quận Thanh Sơn. Đích thân hắn chạy tới làm việc này, cũng thật sự là vì Thương Triều Tông bên kia không kéo dài nổi nữa. Phía Thương Triều Tông đã lấy chuyện ổn định thế cuộc huyện Thương Lư làm lý do kéo dài thời gian, không có khả năng vẫn luôn kéo dài như vậy mãi. Chuyện Thiên Ngọc Môn tìm kiếm 10 vạn tướng quả không thể kéo dài quá lâu được. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, gấp cái gì? Trước tiên ngươi lấy được xích dương chu quả tới đây rồi xuất binh cũng không muộn. Như hữu đạo, hoàng đế nước Yến kiêng kỵ với Ninh Vương thế nào ngài cũng biết rồi đó. Dưới sự bức bách của triều đình nước Yến, Thiên Ngọc Môn cũng đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ vương ra hay không. Dung Bình quận vương không có cách nào chờ đợi nữa. Tiếp đó, nói câu này có thể trưởng công chúa sẽ không vui, nhưng muốn lấy được xích dương chu quả cũng phải cho ta thời gian chứ đúng không? Thời gian chạy tới chạy lui thôi cũng chậm chế không ít rồi, chẳng may trong lúc này bệnh tình của Tiêu Thiên Trấn xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó trưởng công chúa còn không mang nổi mình ốc, chuyện xuất binh trưởng công chúa còn có thể làm chủ được bao nhiêu. Chẳng lẽ trưởng công chúa thật sự muốn về lại kinh thành? không dối gạt trưởng công chúa áp lực của dung bình quận vương bên kia rất lớn sắp gánh không nổi rồi lần này ta đến nếu không thể mời được trưởng công chúa xuất binh dung bình quận vương sẽ phải thoát thân chạy trốn ra hải ngoại sau này xem như trưởng công chúa có muốn tìm vương ra hợp tác chỉ sợ cũng không còn cơ hội nữa chạy trốn ra hải ngoại thương kiến bá cả đời anh danh như vậy sao lại sinh ra đứa con trai uất ức như thế hải như nguyệt hư lạnh một tiếng mượn một câu mắng để tự tạo ra một bậc thang cho mình bước xuống việc này để ta suy nghĩ lại đã được nghiêu hữu đạo chắp tay nói chỉ cần quyết định xong việc này ta lập tức lên đường tìm xích dương chu quả về cho trưởng công chúa trong lòng hắn hiểu rõ hiện giờ không có cách nào ép hải như nguyệt đồng ý việc này ngay lập tức việc này không thể xem thường cũng không phải một mình hải như nguyệt có thể quyết định làm chủ tất nhiên cần được sự đồng ý của vạn động thiên phủ phía sau mặt hải như nguyệt không biểu tình không lên tiếng xem như ngầm cho phép nghiêu hữu đạo lại bổ sung thêm một câu còn có một việc nhỏ cần được trưởng công chúa mở kim khẩu hải như nguyệt có chuyện gì có thể nói hết một lần không trong lời nói mang theo hỏa khí hình như bà đã cảm nhận được sự thống khổ của đám người thương triều tông bọn họ đã sớm phát hiện phong cách nghiêu hữu đạo cho dù là việc gì cũng không nói hết một lần hết vấn đề này đến vấn đề khác tiếp nối khiến người ta thấy chán ngấy không chịu được lần đầu cầu kiến nói là lương y xem bệnh kết quả vừa gặp mặt thì nói với ngươi là lương y đã bị bắt muốn người giúp đỡ cứu người. Chờ đến khi cứu được Lương Y ra, tâm tình Lương Y không tốt không chịu cứu chữa, muốn giết Tống Long. Giết Tống Long xong tưởng là có thể tốt đẹp rồi, kết quả lại phát hiện Lương Y không phải Lương Y, Lương Y biến thành bản thân như hữu đạo. Lương Y đổi thành người khác thì cũng thôi đi, nhưng người thay thế lại không chữa được bệnh, vừa quay đầu lại bỏ chuyện con trai bà xuống, đổi thành cứu chữa cho bà, muốn giúp bà giải nỗi lo về sau. Lượn quanh một vòng lớn, yêu cầu chữa bệnh cho con trai của bà bị bên Thương Triều Tông giảm bớt, trở nên không quan trọng nữa. Mà xuất binh giúp Thương Triều Tông cướp đoạt quận Thanh Sơn biến thành chuyện chính, chuyện này là sao đây? Hiện giờ tên này lại muốn đưa ra yêu cầu, bà không nổi giận mới là lạ. Như Hữu đạo mỉm cười nói, trong đám người Tống Long giam giữ bên kia có một tên phản đồ của Thượng Thanh Tông, ta muốn một mình gặp riêng gã một lần. Việc này ngươi tìm Chu Thuận thương lượng đi. Hải Như Nguyệt ném xuống câu này rồi trực tiếp đứng dậy bỏ đi, tránh để tên này lại có việc khiến người ta bực bội chính chủ đã chạy như hữu đạo đành phải đi thương lượng với quản gia chu thuận sau khi bàn xong thì tạm thời chờ đợi chờ chu thuận sắp xếp trên đường được đưa đi nghỉ ngơi phương chít một đường yên lặng không nói cảm thấy mình hơi có lỗi với sự phó thác của vương gia vừa rồi nhìn tình cảnh kia xem như y đã nhìn ra trên cơ bản như hữu đạo đã thuyết phục được hải như nguyệt chỉ còn thiếu quyết định cuối cùng của vạn động thiên phủ bên kia nghĩ lại mình đã tới đây lâu như vậy quấn lấy hải như nguyệt lâu đến thế mà một chút hiệu quả cũng không có còn xém quỳ xuống van xin hải như nguyệt thật là vô dụng nhìn lại nghiêu hữu đạo người ta đi hôm nay vừa mới đến thôi đến một lần còn xảy ra nhiều chuyện như vậy người ta hai ba bước đã tìm ra manh mối cho chuyện này trước đây y cho rằng mình đã cố gắng hết sức chỉ là hải như nguyệt không có khả năng thay đổi chủ ý nhưng bây giờ xem như y đã cảm nhận được sự tranh lệch giữa người với người cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao vương gia bên kia đưa thư yêu cầu mình dốc toàn lực phối hợp với người ta vương gia đây là phái gia cao nhân thuyết khách thực sự đến đây mà cũng chính vì vậy trong lòng y ảo não sâu sắc hận bản thân vô năng hận mình đã làm hao tốn nhiều thời gian quý giá của vương gia như vậy còn thiếu chút nữa đã làm lỡ chuyện lớn của vương gia lại nhìn về phía nghiêu hữu đạo ánh mắt đã tràn đầy kính sợ sẽ không bao giờ cho rằng nghiêu hữu đạo là đang cản rỡ làm loạn nữa viên phương đi theo sau lưng Nghiu hữu đạo cũng âm thầm than thở không thôi. Trước đó còn nơm nấp lo sợ, lo lắng trước không được bệnh sẽ rơi đầu, không ngờ cứ trôi qua như vậy, chuyện chữa bệnh hình như đã không còn quan trọng, vì nó đã bị một vấn đề khác lớn hơn lấn át mất rồi. Rõ ràng, chuyện đã dễ mặt sang hướng khác đến mức này, cho dù không thể xin được xích dương chu quả thì cũng có sao đâu. Càng nghĩ càng thấy đạo gia thật là lợi hại, hôm nay đi theo đạo gia xem như mở mang tầm mắt, phát hiện thứ mình phải học tập ở đạo gia còn nhiều lắm hiện giờ xem như hắn ta đã hiểu rõ vì sao tên hán tử viên cương lạnh lẽo, cứng rắn, không chút tình người, kiêu ngạo ương ngạnh không chịu phục người kia, lại chịu phục đạo gia. Một trận rằng co qua lại trôi qua, đêm đã khuya. Đình viện âm u lạnh lẽo, hải như nguyệt cô đơn đứng đó, ngẩng đầu nhìn trăng. Chu Thuận nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, nói khẽ phu nhân, đã dặn dò xong. Hải như nguyệt nhàn nhạt hỏi, người cảm thấy thế nào? Chu Thuận đáp, tuy đến đây làm thuyết khách, nhưng nói cũng không phải không có lý chương 166, đom đóm trong đêm tối. Hải như Nguyệt hơi có vẻ phiền muộn, năm đó bên cạnh Ninh Vương Thương Kiến Bá, văn có đám người lạc thiếu phu, võ có đám người mông sơn minh, văn thao võ lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đại quân đánh đầu thắng đó. Nếu không phải chỉ thiếu sự ủng hộ đầy đủ của lực lượng giới tu hành, thì chỉ sợ chủ nhân của nước Yến thật sự phải thay người rồi. Bây giờ bên cạnh con ông ta là Thương Triều Tông cũng có người tài ba. Lúc trước nhận được tin tức, biết thương triều tông được thả ra khỏi kinh thành nước yến ta không hề đánh giá cao hắn ta chu thuận cũng thở dài đúng vậy bên cạnh vẻn vẹn chỉ có 500 người lại bị triều đình nước yến chèn ép chẳng ai coi trọng mọi người đều nghĩ rằng đất phong chính là nơi chôn thân của hắn ta hoặc phải chạy trốn nhưng suốt cả chặng đường hắn ta hóa giải tất cả làm gì chắc đó thận trọng từng bước đầu tiên là cưới con gái phượng lăng ba mượn binh của phượng lăng ba rồi lại mạnh mẽ đứng vững gót chân ở huyện thương lư Giờ còn muốn chiếm đoạt quận Thanh Sơn, không thể khinh thường đâu ạ. À. Hải Như Nguyệt sợ rằng ý chí của hắn không chỉ là một quận Thanh Sơn nho nhỏ ấy đâu. Ta thấy bước tiếp theo có lẽ hắn ta sẽ để mắt tới toàn bộ Nam Châu. Một khi chiếm được quận Thanh Sơn, tin tức truyền đến kinh thành nước Yến, không biết hoàng đến nước Yến có hối hận vì đã thả hổ về rừng hay không. Dưới đại thế khắp nơi như vậy, một cao nhân hiền sĩ ra một cái nhỏ đã đủ chống đỡ 10 vạn hùng binh, chẳng lẽ ta nắm Kim Châu trong tay mà ngay cả Thương Triều tông cũng không bằng? vì sao không thấy cao nhân hiền sĩ tới giúp cho ta, chẳng lẽ chỉ bởi vì ta là nữ nhân? Ý trong lời nói hình như cảm thấy bên cạnh mình thiếu người tài giỏi giúp đỡ. Chu Thuận im miệng không nói, lời này thật khó trả lời. Hải Như Nguyệt bỗng hỏi, mưu kế đến đây thuyết phục ta cũng không biết là xuất phát từ đệ tử của Lạc Hiếu Phu Lam Nhược Đình, hay là từ chính bản thân tên Ngưu Hữu Đạo này. Chu Thuận trầm ngâm nói, không giống như chủ ý của Lam Nhược Đình, cũng không giống như chủ ý của Thương Triều Tông. Phu nhân thử nghĩ mà xem, nếu có chủ ý này, cứ gì trước đó không đưa ra mà phải chờ tới bây giờ. Hải Như Nguyệt gật đầu, nói có lý, nếu xuất phát từ bên kia, cũng không đáng để cho tên Nhiêu Hữu Đạo này đích thân đi một chuyến, có lẽ có thể để tên Phương Chiết kia đại diện. Trong lúc rằng có lại phái ra tên Nhiêu Hữu Đạo này, tất nhiên là có lòng tin đối với hắn. Từ chuyện bất ngờ xảy ra với Tống Long ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra, tình huống xảy ra đột ngột này cũng không phải thương Triều Tông bên kia có thể dự đoán được, nhưng tên này thoạt nhìn trẻ tuổi, lại có thể tính toán từng bước, dần dần hóa giải phiền phức, không thể phủ nhận, bổn cung đã bị hắn thuyết phục. Ngừng vâng chán phẳng lì nhìn bóng trăng trên trời, từ từ xoay người lại, nhìn chằm chằm chu thuận, điều kiện chỗ bổn cung bên này vượt xa thương triều tông, người nói bổn cung có thể chiêu mộ được hắn về phục vụ cho kim châu của bổn cung hay không. Chu thuận hơi trần chờ, trầm ngâm từ từ lắc đầu đáp, phu nhân, hiện giờ chỉ sợ không được, hắn vừa giết Yến Sứ Tống Long, chúng ta bên này không tiện giữ hắn lại hải như nguyệt vẫn có thể làm chuẩn bị trước người đi thu xếp một phen phái người tới nước yến bên kia nghĩ cách thăm dò xem gốc gác của hắn tài nguyên tu luyện tiền tài hay là sắc đẹp hắn thích cái gì thì bổn cung sẽ cho hắn cái đó bổn cung không tin điều kiện của bổn cung không so được với thương triều tông dạ lát nửa lão nô lập tức đi thu xếp chu thuận khẽ gật đầu trong lòng thầm than thật ra không phải không ai tìm tới nương tựa bên này lão thân là quản gia đã từng đón tiếp rất nhiều người nhưng sự thực là không có nhiều người có bản lĩnh thật sự, chỉ có thể đuổi đi làm tiểu lại, đến khi thực sự nhận chuyện để làm mới phát hiện ngay cả tiểu lại cũng chưa hẳn đã có thể làm tốt. Cho nên trong số những người đến tìm nơi nương tựa, tự cho là đúng cũng không phải ít, sau khi bị bên này từ chối nhã nhặn, người bị từ chối không phát hiện nguyên nhân xuất phát từ chính bản thân mình, ngược lại đủ loại oán hận. Mà những điều này áp dụng lên người nghiêu hữu đạo hoàn toàn có thể chứng minh, người thực sự có năng lực giống như đom đóm trong đêm tối đám người nghiêu hữu đạo được đưa đến phủ thứ sử đương nhiên sẽ không quay lại lưu phương quán trời mới biết tống long bên kia có còn người âm thầm nằm vùng hay không không an toàn tạm thời ở lại phủ thứ sử phương chiết nhốt mình trong phòng trong đèn chiến đấu với bóng đêm dựa bàn múa bút thành văn két một tiếng nghiêu hữu đạo đẩy cửa đi vào phương chiết ngẩng đầu nhìn lên lập tức đứng lên chắp tay nói đạo ra ngài có dặn dò gì nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn thứ hắn ta viết cười tủm tỉm nói viết thư gửi tin tức cho vương ra bên kia à phương chiết thấy hơi xấu hổ chuyện xảy ra hôm nay hắn ta nhất định phải báo cho vương ra bên kia biết trong đó tránh không được đại đa số có liên quan đến nghiêu hữu đạo cũng không biết sau khi đối phương biết được có thể không vui hay không xấu hổ gật đầu trả lời dạ người ngồi người ngồi người làm việc của ngươi tiếp tục viết thư của ngươi đi nghiêu hữu đạo tỏ vẻ vui tươi hớn hở sau đó lại bổ sung thêm một câu nhớ kỹ phải gửi thêm tin tức này cho vương gia Phương Chiết vội nói, đạo gia ngài nói đi. Ngưu Hữu đạo, kêu vương gia bên kia thả ra tin tức, nói ta đã rời khỏi dưới trướng của vương gia, không còn bất cứ quan hệ nào với vương gia nữa. Hả, Phương Chiết kinh ngạc, chuyện này. Ngưu Hữu đạo khoát tay áo, buông tiếng thở dài, đừng hiểu lầm, ta cũng không ngờ tới đây sẽ đụng phải việc của Tống Long. Chuyện xảy ra lần này, nước yến bên kia sẽ tạo áp lực cho vương gia. Thứ thuộc về danh phận này không quan trọng, không ảnh hưởng đến vương gia làm việc cứ gửi tin này trong thư cho vương gia, vương gia bên kia có thể hiểu được. Tối nay nhất định có rất nhiều người không cách nào ngủ được. Bọn Hoàng Húc Thăng bị nhốt trong nhà giam thân là người trong cuộc lúc xảy ra chuyện, dần dần bị áp giải ra thẩm vấn tình huống lúc xảy ra chuyện. Trần Quy Thạc Thân là một trong số đó đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trước khi đến, đám người Hoàng Húc Thăng đã từng cảnh cáo gã, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Tuy bị dẫn tới hình phòng thẩm vấn, nhưng vẫn chưa tra tấn gã, dù sao đều là quan viên đi xứ nước khác. Sau khi thẩm vấn xong, Trần Quy Thạc vốn cho rằng mình sẽ được đưa về phòng giam. Ai ngờ sau đó lại tới một người thì thầm một lúc với người thẩm vấn, toàn bộ người có liên quan đều rời đi, chỉ còn lại mỗi mình gã nhìn hình cụ bầy biện quanh hình phòng. Cạch một tiếng, cửa sắt đóng chặt mở ra, dưới ánh sáng mờ mờ ở cửa ra vào, một người thong thả ung dung dạo bước đi tới. Chờ đến khi được ánh đuốc trong hình phòng soi rõ ràng mặt mũi của đối phương, Trần Quy Thạc bị xích sát cột vào trên cọc lớn thấy quá sợ hãi. Người đến không phải ai khác, chính là Ngưu Hữu Đạo trên mặt mang mỉm cười. Gương mặt Trần Quy Thạc hiện lên vẻ hoảng sợ, Ngưu Hữu Đạo không phải đã bị bắt rồi ư? Sao có thể tùy tiện ra vào ở loại địa phương này? Gã cũng không ngốc, rất nhanh đã hiểu ra, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến phủ thứ sử. Hoàn cảnh không tệ lắm, Ngưu Hữu Đạo cười một tiếng đánh giá hình phòng, đi vòng quanh trước một loạt hình cụ một chuyến, tiện tay cầm lấy que hàn một trong số những hình cụ dùng để thẩm vấn. Hắn đi đến trước lò lửa, đặt que hàn vào trong lò lửa, phất tay qua. Đốm lửa bốc lên, hắn thản nhiên nói, Trần Sư Huynh, chia tay ở Nam Sơn Tự, không ngờ chúng ta thế mà lại có thể gặp lại nhau ở đây, thật đúng là có duyên quá. chương 167, tự đưa nhược điểm, Trần Quy Thạc căng thẳng nói, người muốn làm gì? Ta chính là quan viên đi xứ cho nước Yến, nếu xảy ra chuyện trong ngục này. Không đợi gã nói xong, Ngưu Hiếu Đạo đã cất tiếng ngắt lời, Trần Sư Huynh, sao càng sống càng hồ đồ vậy? Tống Long ta cũng dám giết, người còn thay ta lo lắng việc này, có phải hơi thừa rồi không? Quan viên đi xứ xảy ra chuyện trong ngục thì sao? Người bị giết vì chạy trốn, trong thời buổi chiến loạn như vậy, một nhân vật nhỏ không biết nặng nhẹ, còn hy vọng có ai có thể ra mặt giúp người ư? Chạy trốn bị giết, con người của Trần Quy Thạc đột nhiên co lại, bỗng nhiên thình lình dẫy ruộng, xích sắt bị dẫy đến rầm rầm rung động gã giật cuống họng lên điên cuồng hô lớn người đâu cứu mạng cứu mạng nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nhìn lại nét mặt kỳ lạ sau đó hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía lò lửa đưa tay bắt lấy que hàn chuyển động que hàn trong lửa than đốm lửa bay lên từng đợt hắn cũng không gấp gáp làm gì đối phương mặc cho đối phương gào thét vẫn đứng đó vuốt vuốt que hàn gào thét nửa ngày không thấy bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì trần quy thạc căng thẳng đến thở hồng hộc gã đã hiểu ra e là mình la rách cuống họng cũng sẽ không có ai đến dùng sức nuốt một ngụm nước bọt gương mặt lộ vẻ gần như tuyệt vọng có đôi khi chết không đáng sợ đáng sợ là quá trình trước khi chết càng kinh khủng hơn chính là không biết nghiêu hữu đạo sẽ tra tấn mình như thế nào thấy nghiêu hữu đạo rất lâu cũng không có phản ứng gã như bắt lấy cọng dơm cứu mạng cuối cùng buồn bã nói sư đệ sư đệ nể tình chúng ta từng là đồng môn van xin đệ xin đệ hãy bỏ qua cho ta lần này đi nghiêu hữu đạo dừng ai là sư đệ của ngươi đừng tự nhận quan hệ lung tung, ngươi không phải người của Thượng Thanh Tông, ta cũng không phải người của Thượng Thanh Tông. Trần Quy Thạc lập tức đổi giọng, Nghiêu Huynh, Nghiêu Huynh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân, xin ngài dơ cao đánh khẽ buông tha cho ta đi. Nghiêu Hữu đạo lạnh nhạt nói, ngươi có tư cách xưng huynh gọi đệ với ta à? Người giang hồ gọi tại hạ là đạo gia, cái gì mà người giang hồ gọi là? Trần Quy Thạc không để ý nhiều như vậy, hiện giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ nhiều, đổi giọng lần nữa, đạo gia, đạo gia, ta biết sai rồi, xin ngài buông tha cho ta. Thực sự không được, thì ngài cho ta được chết sảng khoái đi. Đinh đinh đinh, tay nghiêu hữu đạo cầm cán que hàn gõ vài tiếng vào bên cạnh lò lửa, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, hiểu lầm ta rồi, cái gì gọi là cho ngươi được chết sảng khoái. Người như ta đây ghét nhất là chém chém giết giết, ta không thích giết người. Trần Quy Thạc im lặng, đây không phải trợn mắt nói dối à, người không thích chém chém giết giết. Vậy ai giết Tống Long? Chẳng qua bây giờ người ta nói cái gì thì chính là cái đó. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm que hàn dần phiếm hồng trong lò lửa, liên thanh lại nhảy, ta nói ngươi cũng thật là yên lành làm đệ tử thượng thanh tông không làm, lại muốn làm phản đồ. Có lẽ ngươi sẽ nói ta cũng giống ngươi thôi, nhưng ta và ngươi khác nhau, khác nhau rất lớn. Ngươi là phản bội thượng thanh tông, còn ta là bởi vì thượng thanh tông không chấp nhận ta. Ngươi nói ngươi muốn ôm đùi tống diễn thanh, trèo cành cao tìm kiếm tương lai, ta có thể hiểu được nhưng tống diễn thanh đã chết ngươi còn có thể bỏ rơi thượng thanh tông chạy đến nhà họ tống ta nghĩ mãi cũng không ra ngươi có giao tình gì với những người khác của nhà họ tống ư đi theo nhà họ tống có gì tốt cũng bởi vì thoạt nhìn nhà họ tống là nhà giàu quyền quý nhà họ tống thiếu tán tu lẻ loi trơ trọi như ngươi sao tu vi ngươi không cao lại không có bối cảnh cũng không có thứ gì đáng giá có thể lấy ra được trên lưng còn đeo danh tiếng phản bội sư môn nhà họ tống sẽ trọng dụng hạng người như ngươi ư Người chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay nhà họ Tống mà thôi, có thể có tương lai gì. Rút que hàn nung đỏ trong lò lửa ra, Nghiêu Hữu Đạo cầm trong tay đi tới chỗ Trần Quy Thạc bị trói. Nhìn que hàn đỏ rực từ từ tới gần, hơi thở Trần Quy Thạc trở nên rồn rập, thân thể dùng sức lùi ra sau, trong miệng căng thẳng nói, đạo ra, đạo ra. Nhưng hình như Nghiêu Hữu Đạo không có ý định đâm que hàn vào người gã, mà chỉ từ từ đi đến trước người Trần Quy Thạc, thong thả nói, người có trí riêng, vì tương lai cũng là chuyện nhân chi thường tình, có thể hiểu được. Chẳng qua nếu đã vì tương lai, thì phải tự hoạch định tương lai cho thật tốt. Người nhà họ Tống sẽ không trọng dụng ngươi, trong thời gian ngắn có thể ngươi vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng về lâu về dài, đương nhiên ngươi có thể cảm nhận được nhà họ Tống đối với ngươi là tốt hay xấu, vì sao không thử suy tính những đường ra khác, lựa chọn nhiều đường lui hơn cho chính mình. Hình như Trần Quy Thạc nghe hiểu ra gì đó, vội nói, đạo gia, ta bằng lòng theo ngài. Sảng khoái, là người thẳng thắn, như hữu đạo vừa khen ngợi, Vừa đưa que hàn đỏ rực trên tay lên xém chút nữa là trúng vào mặt đối phương, Trần Quy thạc nghiêng đầu né tránh. "Ta rất thích kiểu người thẳng thắn như ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi khó xử." Người quay đầu coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục phục vụ cho nhà họ Tống, chờ đến khi ngươi cảm thấy an toàn, cảm thấy thích hợp đến chỗ ta bên này, ngươi hẵng tới cũng không muộn. Trần Quy thạc im lặng, thầm nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Sau đó Nghiêu Hữu đạo giải thích thắc mắc trong lòng gã đương nhiên, cũng không thể không làm gì hết. Có lẽ sau lần này, nước Yến sẽ gọi các người về hỏi thăm tình huống. Sau khi người trở về nghĩ cách ở lại trong tống phủ, cũng đừng chạy lung tung ra ngoài, cố gắng thăm dò tình huống của tống phủ bên kia. Về phía kinh thành ta sẽ thu xếp người liên hệ với ngươi, chờ đến khi ta cần đương nhiên sẽ chủ động tìm ngươi. Trần Quy Thạc vội vàng gật đầu đáp, vâng, ta nghe đạo gia, như hiểu đạo thờ ơ nói, đừng đồng ý sảng khoái như vậy, người ở lại nhà họ tống có thể quyết định hướng đi của mình ư người xác định bản thân có thể ở lại tống phủ ư trần quy thạc có thể có thể có thể tống thư còn có vợ chồng tống thư ta và tống diễn thanh quan hệ thân thiết vợ chồng bọn họ đối xử với ta cũng coi như nể mặt tống diễn thanh nhất là vợ của tống thư hồ quý chi chỉ cần ta tùy tiện tìm một số đồ vật nói là di vật của tống diễn thanh chỉ cần dâng di vật này lên đến lúc đó tiện thể nói một tiếng có lẽ bà ta sẽ đỡ lời cho ta vấn đề lưu lại trong phủ sẽ không lớn. Nưu Hữu đạo cười, thuận miệng là có thể nói đến chuyện di vật, xem ra tên này đã sớm tính tới việc này. Que hàn từ từ tắt hẳn, Nưu Hữu đạo lại quay người đi trở về bên cạnh lò lửa, đặt que hàn trở về thưởng thức lần nữa, nếu ta cứ như vậy thả ngươi đi, quay đầu ngươi không nhận nợ thì làm sao bây giờ? Ngươi đã chạy thoát, ta cũng không có cách nào bắt ngươi lại đúng không? Trần Quy Thạc, ta nghe hết theo đạo gia, đạo gia ngài nói phải làm thế nào thì ta sẽ làm thế đó. Được, sảng khoái, là hảo hán có được giãn được, ta đánh giá cao ngươi. Như hữu đạo cầm que hàn trong tay, đâm vào chỗ sâu trong lửa than, ta vẫn nói câu đó, người như ta không thích chém chém giết giết, mà thích mọi người hòa hòa khí khí giải quyết vấn đề. Như vậy đi, ta cũng không ép ngươi, tự ngươi nhìn rồi xử lý, ngươi tự đưa nhược điểm của ngươi cho ta, để xem nhược điểm đó có thể làm cho ta yên tâm tuyệt đối không. Chỉ cần ngươi đưa cho ta nhược điểm có thể làm cho ta hài lòng, ta bảo đảm ngươi có thể bình yên rời khỏi đây. Nửa canh giờ sau, Trần Quy Thạc về lại nhà giam. Sau khi quay lại nhà giam lần nữa, Hoàng Húc Thăng bị giam ở buồng giam bên cạnh súng lại, cách tường giam, trầm giọng hỏi, sao đi lâu quá vậy? Nhiều người thế này, chỉ có mình ngươi đi là lâu nhất. Trần Quy Thạc bất đắc dĩ trả lời, Hoàng tiền bối, không nên nói ta một câu cũng chưa nói, nhưng đối phương biết ta và Nghiêu Hữu Đạo đã từng là đồng môn, nên hỏi ta một vài chuyện có liên quan tới Nghiêu Hữu Đạo. Dứt lời lắc đầu, chương 168, tiện nhân, hoàng húc thăng thoải mái thì ra là thế nghĩ lại cũng đúng nghiêu hữu đạo giết tống long phủ thứ sử muốn thăm dò rõ ràng ân oán giữa nghiêu hữu đạo và nhà họ tống cũng không có gì là lạ trần quy thạc đi đến một góc phòng giam khoanh chân ngồi xuống bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh thật ra trong lòng vẫn còn sợ hãi với những gì xảy ra trong hình phòng một khắc khi nhìn thấy nghiêu hữu đạo xuất hiện trong hình phòng gã vốn cho rằng mình chết chắc ai ngờ thế mà không tổn hao chút nào sống sót bước ra đẹp đẽ đơn giản mà lại rất sang trọng, đây chính là gian phòng của Hải Như Nguyệt. Theo lý thuyết không nên có nam nhân xuất hiện trong gian phòng của bà, theo lý thuyết đã chế thế này không nên có nam nhân xuất hiện trong gian phòng của một quả phụ như bà. Nhưng quả thật lúc này có một nam nhân ngồi trong phòng bà, tóc hoa dâm nhưng dâu lại đen như mực, nhìn dáng vẻ bên ngoài thì có lẽ đã hơn trung niên, hơi già, tướng mạo bình thường, hai mắt lại rất có thần. Người này là trưởng lão ngoại sự của vạn động thiên phủ, tất cả những chuyện ở kim châu bên này đều do lão chịu trách nhiệm chính tên lão là lê vô hoa trưởng môn vạn động thiên phủ là sư huynh của lão hải như nguyệt đoan trang xinh đẹp tháo búi tóc ra tóc dài buông xóa bờ vai lộ ra một loại phong tình mê người khác lạ bà ngồi ở một bên khác của bàn trà sau khi thuật lại ý tứ của ngưu hữu đạo một lần hỏi ông cảm thấy thế nào lê vô hoa lặng im không nói suy tư hải như nguyệt đứng dậy tự mình bưng ấm trà rót trà vào chén cho lão vừa buông ấm trà xuống lê vô hoa đã đưa tay bắt lấy cổ tay của bà mỉm cười nói đêm đã khuya hải như nguyệt vùng vẫy một lúc không có tránh thoát trong đôi mắt sáng trong hiện lên một tia phức tạp mùi vị bài xích rất rõ ràng có điều chỉ thoáng qua sau đó nét mặt hiện lên vẻ hơi giận dữ nói chuyện chính trước đã lê vô hoa kéo tay một cái hải như nguyệt mất thăng bằng ngã vào trong ngực của lão lão thuận tay sờ vào cổ áo bà quen cửa quen nẻo khẽ sờ soạng ngực bà nàng nói những lời này không phải đã có quyết định rồi sao hải như nguyệt bất an vặn vẹo người ta quyết định thì có ích lợi gì lê vô hoa đứng dậy bế bổng bà lên đi về phía giường lão ném bà lên giường hoàn toàn thao túng bà trong lòng bàn tay của mình rất nhanh đã lột sạch quần áo trên người bà thân thể trắng nõn mềm mại kinh tâm động phách lộ ra trong không khí dáng vẻ hấp dẫn mê người lão tiện tay ném văng quần áo ra rất nhanh hai người quấn lấy nhau ở trên giường ngoài khe hở cửa sổ một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong ngoài cửa sổ Tiêu Thiên trấn quần áo mỏng manh ngay cả áo khoác cũng không mặc. Hắn ta nghe tiếng động trướng tai bên trong, xuyên qua cửa sổ không đóng kín nhìn thấy tình cảnh không chịu nổi trong phòng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn ta nắm chặt hai quyền, toàn thân run lẩy bẩy, cũng không biết là vì tức giận hay vì quá lạnh. Hắn ta biết nam nhân trên giường nhìn thấy mình, lúc hắn ta vừa tiến lại gần cửa sổ, hình như nam nhân kia đã nhận ra, nghiêng đầu nhìn ra, đối diện với ánh mắt hắn ta một lát, sau đó người đó vẫn làm theo ý mình đối với nữ nhân trên giường như cũ thậm chí càng làm ra những chuyện không chịu nổi hơn càng tỏ ra tùy tiện hơn đây không phải lần đầu tiên hắn ta chứng kiến tình cảnh tương tự như này nam nhân kia cũng không phải lần đầu tiên phát hiện ra hắn ta nhưng lão ta chưa từng để ý tới hắn ta coi hắn ta như không tồn tại vậy ông nhẹ chút chính sự ta nói ông còn chưa cho ta câu trả lời chắc chắn nàng yên tâm quay đầu ta sẽ bẩm với sư môn chuyện này vấn đề cũng không lớn trong phòng truyền ra tiếng nam nữ hoan ái đứt quãng một bàn tay to nhẹ nhàng cầm lấy tay nhỏ bé lạnh lẽo của tiêu thiên trấn lặng lẽ dắt hắn ta đi là quản gia chu thuận mãi đến khi tiêu thiên trấn về tới gian phòng của mình chu thuận mới nói thiếu gia thân thể người sợ lạnh sau này ban đêm đừng ra ngoài nữa tiêu thiên trấn được đỡ lên giường từ từ lộ ra gương mặt phặn vẹo hình như rít ra từ kẽ răng hai chữ tiện nhân động tác đáp chân cho hắn ta của chu thuận hơi cứng lại rồi lại tiếp tục thấp giọng nói thiếu gia có một số việc không phải như người thấy đâu phu nhân cũng có rất nhiều bất đắc dĩ sau này người sẽ hiểu Hi. tất cả thâm ý đều giấu trong tiếng thở dài kia một đứa trẻ ốm yếu nhiều bệnh có thể ngồi vững trên vị trí thứ sử kim châu ư một quả phụ mang theo đứa trẻ thế kia không mượn thêm chút sức thì làm sao khống chế được kim châu to như vậy ở trong tay huống hồ người quả phụ này còn vô cùng xinh đẹp có một số việc hiện giờ lão chưa tiện giải thích cho cậu bé nghe huyện thương lư ninh vương sơn trang Trời còn chưa sáng, ngoài phòng đã chuyển đến tiếng đầy tớ gõ cửa, vương ra. Thương Triều Tông còn nhắm mắt chìm trong cơn ngủ mê bỗng nhiên mở mắt, nghiêng đầu hỏi một tiếng, chuyện gì? Phượng Nhược Nam ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức, hơi đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày, hôm nay trời còn chưa có sáng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ hai người, đương nhiên sẽ không trốn ở trong phòng đánh nhau nữa. Thời gian qua lâu như vậy, Phượng Nhược Nam cũng dần dần quen thuộc người bên cạnh, cũng đã quen ngủ cùng một giường. Bên ngoài trả lời, quận chúa cầu kiến, chương 169, cắt đứt quan hệ. Thật ra thương thuộc thanh mới trở về không bao lâu, hôm qua trước khi trạng vãng mới đến. Sau khi nghiêu hữu đạo vừa rời khỏi thôn trang, nàng cũng mất đi tâm tình để tiếp tục sống ở đó, thêm nữa nhớ thương chuyện bên này, cho nên nghiêu hữu đạo chân trước vừa đi, nàng gần như chân sau cũng cùng viên cương thu dọn đồ đạc quay về. Trở về thuận lợi hơn nhiều so với trước khi đi, cũng thoải mái nhẹ nhàng nhiều hơn, trong thôn đã chuẩn bị sẵn thuyền thông, trực tiếp mang vào trong mật đạo, xuôi dòng đi xuống, dễ dàng tiện lợi. Thương Triều Tông cũng khẽ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, biết nếu không có chuyện gì đặc biệt, Thương Thục Thanh sẽ không quấy giày vào lúc này, lập tức vén chăn trèo xuống giường, vội vàng sờ soạng mang giày, áo khoác thì không mặc, trực tiếp lấy một cái áo choàng đắp lên người, bước nhanh rời đi. Phượng Nhược Nam ngồi dậy, mặt lộ vẻ hoài nghi, Thương Triều Tông ra khỏi phòng đóng cửa, vừa xuất hiện, một người lập tức kề sát vào dì tai nói, vương ra, quận chúa có việc gấp, nói chỗ vương ra bên này không tiện nói, mời vương ra sang chỗ quận chúa bên kia. Thương Triều Tông nghe được ẩn ý trong lời này, nhìn xung quanh một vòng. Nơi này có không ít chạm gác ngầm của Phượng Nhược Nam, mà Thương Thục Thanh bên kia thì tất cả đều là người một nhà, bèn khẽ gật đầu, bước nhanh rời đi. Đi vào tiểu viện nghỉ chân của Thương Thục Thanh, Thương Triều Tông mới phát hiện Lam Nhược Đình cũng ở đó, đang đứng cùng một chỗ với Thương Thục Thanh, hiển nhiên là đang đợi y. Gặp mặt cũng không nói nhiều, Lam Nhược Đình ra hiệu đến thư phòng của Thương Thục Thanh, đồng thời đánh thủ thế với hộ vệ, ra hiệu đề phòng, đừng cho bất kỳ ai tới gần. Thư phòng của Thương Thục Thanh rất lịch sử tao nhã, treo tranh tự mình vẽ, còn có những bức tranh chữ của bản thân mình. Tranh vẽ hoa thanh nhã, chữ viết xinh đẹp, đèn đã thắp sáng, vừa vào thư phòng, Thương Triều Tông còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Lam Nhược Đình đã lấy một phần mật báo ra từ trong tay áo đưa cho y. Mật báo không còn nguyên, là ám ngữ mà quân đội sử dụng, Lam Nhược Đình đã mở ra phiên dịch, thuận tiện trực tiếp đọc. Tuy là dùng ám ngữ, có thể lợi dụng kim xí đưa tin vẫn có thể gặp nguy hiểm, trên đường toàn là mưu kế không thể đoán trước, nếu rơi vào tay người khác vẫn có thể bị dịch ra. Thương Triều Tông vội vàng mở ra, dưới ánh đèn xem xét, gương mặt từ từ lộ vẻ vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Kinh hãi là vì không ngờ Nhiêu Hữu Đạo vừa đến Kim Châu đã gặp được Tống Long, gặp phải nguy hiểm, vui mừng là vì Nhiêu Hữu Đạo chẳng những hóa giải nguy hiểm, còn giải quyết được Hải Như Nguyệt bên kia, lần nữa mở ra cục diện giúp thế cuộc sắp rơi vào khốn cảnh bên này trong mật báo thuật lại cặn kẽ rõ ràng hải như nguyệt bên kia có lẽ đã bị thuyết phục muốn bên này sớm chuẩn bị sẵn sàng sau khi thả mật báo trong tay xuống thương triều tông chợt ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng ta phái đạo gia đi giúp đỡ như cá gặp nước thật là trời cũng giúp ta lam nhược đình cũng vô cùng xúc động nói đúng vậy không ngờ lại nhanh đến thế hôm qua đạo gia mới đến kim châu đêm đó đã xử lý gần như xong xuôi mọi chuyện thật là nhân tài hiếm có. Vương gia có được cao nhân hiền sĩ này, đủ chống đỡ người vạn hùng binh, mông tướng quân chuyển lời dặn qua lại thân thiết là đúng. Vẻ mặt thương thuộc thanh hơi hoảng hốt, nhớ lại lúc ở Sơn Thôn, nàng còn ngăn cản, cho rằng đi một chuyến tay không, thật không ngờ nhanh như vậy mà nghiêu Hữu Đạo đã gần như giải quyết xong xuôi mọi việc, nàng vừa mới trở về đã nhận được tin tức tốt. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng chợt lành lạnh nói một tiếng, phương chiết hỏng việc. Người nhà họ tống đến, thế mà một chút tình huống cũng không biết, nếu không có bản thân đạo gia tự biến nguy thành an, xém chút đã hại đạo gia, xém chút gây ra sai lầm lớn, làm lỡ đại sự. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình hai mặt nhìn nhau, thái độ và cách nói chuyện như này của Thương Thục Thanh là rất hiếm thấy. Lam Nhược Đình hơi trầm ngâm, nói quận chúa, thật ra việc này không thể chỉ trách mỗi phương chiết, chúng ta ở Kim Châu bên kia cũng không có ai làm tai mắt, phương chiết nhân thủ có hạn, không trông chừng được quá nhiều việc cũng có thể hiểu được, Huống chi trước đó Phương Chiết hoàn toàn không hề biết chút gì về tình huống của đạo gia, cũng không biết đến ân oán của nhà họ Tống và đạo gia có thể thông cảm được. Thương Thục Thanh Trầm giọng nói, không đủ nhân thủ không thể nghĩ cách phát triển thêm nhiều người liên lạc hơn sao. Là lúc lên đường không mang đủ phí tổn à, để xảy ra sơ suất này, không làm tốt chính là không làm tốt, cần kiếm cơ ư. Ta thấy năng lực của hắn ta có hạn thì có ấy. Thái độ của nàng rõ ràng là rất bất mãn với Phương Chiết, trong lúc mơ mơ hồ hồ bộc phát ra khí thế của quận chúa, dù sao cũng là người sống ở địa vị cao, trong xương cốt có cái khí thế kia. Người ngoài không biết tâm tình của nàng, nếu không phải nàng tìm Nghiêu Hữu Đạo hỏi về việc này, thật ra Nghiêu Hữu Đạo đang bế quan không cần thiết phải nhúng tay vào việc này. Kết quả, người ta vì chuyện nhà nàng mà đi ra ngoài vất vả tìm đủ mọi cách, còn thiếu chút nữa bởi vì sơ suất bên này hại người ta xém mất mạng. Đọc thấy tình huống trong mật báo, quá nguy hiểm, Tống Long Thân là sứ thần nước Yến, bên cạnh làm sao có thể thiếu cao thủ. Tiếp xúc với nhiều hữu đạo lâu như vậy, nàng có thể cảm nhận được, đó là một người tiêu giao lạnh nhạt, chỉ là vô ý bị cuốn vào quá nhiều thị phi. Là nàng nghĩ hết biện pháp lợi dụng viên cương giữ hắn ở lại, lần này cũng bởi vì nàng, hắn mới đi ra ngoài, vì gia đình nàng dốc hết tâm huyết, kết quả còn gặp phải chuyện ngoài ý muốn xém chút bỏ mệnh thế này, nàng nghĩ tới cũng không khỏi lo lắng. Lam Nhược Đình thấy hơi xấu hổ, gật đầu nói, vâng, quận chúa nói không sai, lát nữa ta nhất định sẽ viết thư gian dạy hắn ta. Thương Triều Tông không muốn làm Lam Nhược Đình quá xấu hổ, dù sao Phương Chiết là người mà Lam Nhược Đình chỉ định sắp xếp đi, muội muội nói như vậy đúng là không nể mặt tiên sinh, lên tiếng nói, thanh nhi, chúng ta không thể so với trước kia, trên tay khan hiếm nhân thủ có thể sử dụng được, Phương Chiết cũng thiếu kinh nghiệm đi xứ, phần lớn nhân tài đều phải tôi luyện mà thành. Đương nhiên, kiểu người như đạo gia mới là trời sinh không có cách nào so. Chẳng qua ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, từng có bài học lần này, lần sau có lẽ hắn ta sẽ chú ý hơn. Thương Thục Thanh cũng ý thức được tâm tình mình hơi không đúng, nói có hơi quá, bởi vì việc này muốn xử lý phương chiết cũng không đúng lắm. Bèn gật đầu nói, ta cũng chỉ hy vọng hắn ta tỉnh táo hơn, bận tâm chu toàn hơn, dù sao không thể tiếp tục phạm phải sai lầm như này. Lam Nhược Đình gật đầu nói, quận chúa nói có lý. Chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Thương Thục Thanh mang theo hoài nghi. Thương Triều Tông đưa tay dừng lại, lắc lắc mật báo trong tay hay là thảo luận xem phải làm thế nào khơi thông bên thiên ngọc môn trước đi thương thục thanh lại xen vào một câu đạo gia kêu chúng ta bên này công khai chứng tỏ đã cắt đứt quan hệ với hắn làm sao bây giờ trong thư phòng lại quay về yên tĩnh lam nhược đình buông tiếng thở dài đạo gia có lòng cũng là vì tốt cho chúng ta thứ danh phận này thật ra đạo gia vốn chẳng quan tâm tới có hay không cũng không có gì khác biệt cứ làm theo lời hắn nói đi thương thục thanh mấp máy môi Nàng muốn nói là nếu tất cả danh phận đều xóa hết, có khi nào Ngưu Hữu Đạo sẽ bỏ đi hay không. Sau khi bên này bí mật trao đổi ra kết quả, trời cũng sáng rồi. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cùng nhau rời đi, trực tiếp bỏ Phượng Nhược Nam qua một bên, đến trụ sở của Bạch Siêu. Sau khi gặp mặt Bạch Siêu, hai người lựa chọn tình huống cần thiết thuật lại, thậm chí còn hơi nói quá lên một chút. Bạch Siêu nghe đến vẻ mặt nghiêm túc, quanh quẩn suy nghĩ ở một chỗ trong đình. Lam Nhược Đình dõi theo phản ứng của hắn ta, hỏi, Hải Như Nguyệt đã có ý đồ này, không biết chúng ta có nên lấy quận Thanh Sơn đang bày ra ở trước mặt này không? chương 170, Tống Cửu Minh ra tay một Bước chân Bạch Diêu dừng lại, nhưng đầu nhìn, đợi ta bẩm lên sư môn, sau khi nhận được câu trả lời hắn quyết định cũng không muộn. Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông trao đổi ánh mắt với nhau, Thương Triều Tông chắp tay nói, vậy bọn ta sẽ chờ tin tức của Pháp Sư. Bạch Diêu lặng lẽ liếc xéo nói, không phải nói như hữu đạo hộ tống quận chúa đến liên hệ bộ hạ cũ của Ninh Vương ư sao chạy tới kim châu lam nhược đình bận rộn giải thích kim châu bên này phát ra tin tức bọn ta cũng không có tai mắt bên ngoài đành phải làm phiền nghiêu hữu đạo chạy một chuyến thật ra thực sự không có bất kỳ sự chuẩn bị nào thật lòng không hề biết sẽ đụng phải việc của tống long ta nghe không hiểu bạch siêu không khách khí đáp lại một câu lạnh lùng nói vương ra lần sau nếu lại có loại chuyện này tốt nhất vẫn nên thông báo trước một tiếng tránh gây ra khó xử không vui lam nhược đình cười khổ nói ban đầu nào biết là chuyện này hải như nguyệt chỉ nói có việc muốn trao đổi vườn rau trong số đám hòa thượng đang nhổ cỏ ở vườn rau có thêm một người ngụy đa viên cương đứng dưới tàng cây thỉnh thoảng nhìn người đã từng chết qua một lần này về sau nghe nói gần như quỳ chết ở ngoài cửa xem chút bị trôn may mắn bạch diêu ra mặt hỏi tới tiện đà dò xét một lần mới cứu chữa cho nghe nói lần đó nguyên khí đại thương dưỡng bệnh rất lâu mới kéo dài được mạng sống sau đó mới có thể xuống giường đi lại bạch diêu bèn vứt người này tới đây Nghiêu hữu đạo không ở đây, không biết phải xử lý tên cả lâm này thế nào, có điều hình như viên cương không có ý định đuổi gã ta đi. Một hòa thượng đội mũ rộng vành từ đằng xa bước nhanh đi tới, vào thành mua sắm ít đồ đạc mà hòa thượng cần dùng về, lưng vác một cái giỏ. Viên gia, vừa rồi ta nhìn thấy trong thành gián thông báo bố cáo, Dung Bình quận vương nói đã trục xuất đạo gia khỏi huyện Thương Lư, bên này không còn bất kỳ quan hệ gì với đạo gia nữa đấy. Viên cương bỗng nhiên quay đầu, hòa thượng kia vẫn còn tiếp tục nói đây là có chuyện gì là thật hả đạo gia còn quay về nữa không trụ trì thì sao trụ trì sẽ quay về cùng đạo gia ư viên cương trầm giọng nói trên thông báo đó cụ thể nói như thế nào nói cái gì mà đạo gia ở kim châu nước triệu đã giết sứ thần tống long của nước yến chuyện đó là ân oán cá nhân không liên quan gì đến bên này sau khi nghe rõ hàm ý đại khái viên cương quay đầu bước đi Thủ vệ canh giữ ở cửa sân viện của Thương Triều tông không thể ngăn cản được Viên Cương, một tên bị Viên Cương đá một cước té lộn nhào, một tên thì bị vật bay qua vai, cuối cùng bị một tu sĩ cản lại. Tiếng động bên ngoài cũng kinh động đến bọn người Thương Triều tông ra mặt, thấy là Viên Cương ra tay, bọn người Thương Triều tông lập tức đoán được tình huống. Mấy người nhanh chóng chạy tới, xin tu sĩ kia ngừng tay, mời Viên Cương vào phòng trao đổi. Vừa vào nhà, Viên cương lập tức lạnh lùng đưa ra câu hỏi, phát ra thông báo cắt đứt quan hệ với đạo gia là có ý gì? Viên huynh đệ hiểu lầm rồi, đây không phải ý của bọn ta, là đạo gia chuyển lời về dặn, bọn ta chỉ làm theo. Bấy giờ Lam Nhược Đình mới thuật lại tình huống sơ sơ. Viên cương hiểu ra, thì ra nghiêu hữu đạo rời khỏi sơn thôn kia không phải vì đi tìm đồ vật tu luyện hữu ích gì đó, mà là đi làm việc giúp những người này, gặp chuyện ngoài ý muốn, đánh nhau với người nhà họ tống. Hắn ta lạnh lùng nhìn chăm chú về phía thương thục thanh, có phải cô đã sớm biết rồi không? Vì sao lại giấu giếm ta? Thương Thục Thanh bị chất vấn đến xấu hổ, khổ sở trả lời là đạo gia liên tục dặn dò ta không được nói cho người biết. Không biết điều này thì còn tốt, vừa biết một cái, viên cương lập tức xoay người bỏ đi. Viên huynh đệ, viên huynh đệ, ba người có mặt ở đó kêu thế nào cũng vô dụng, viên cương một đi không trở lại. Một đám hòa thượng tập trung lại ở vườn rau, viên cương có chuyện dặn dò bọn họ một lần. Sau khi dặn dò xong, viên cương lại sai người ta gọi ngụy đa tới trong sảnh chỉ có hai người đơn độc mặt đối mặt hai người nhìn nhau một lúc viên cương hỏi ngươi tu vi gì ngụy đa trúc cơ hai chữ này ngược lại có thể nói rất rõ ràng viên cương khẽ gật đầu không nói gì nhiều sau đó thốt lên một câu muốn cùng ta đi tìm đạo gia không ngụy đa liên tục gật đầu được lần này trả lời không hề cả lăm thế là để lại một đám hòa thượng ngụy đa và viên cương bỏ đi trong chủ viện một tên thân vệ bước nhanh đi đến bẩm báo, vương gia, viên cương dẫn theo tên cả lâm kia bỏ đi rồi, hai người thay quần áo chỗ vương phi bên kia, còn mượn hai con ngựa, trực tiếp xuống núi rồi ạ. À. Mấy người im lặng, gần như đều đoán được lần này viên cương đi không phải xuống núi ra ngoài đơn giản như vậy. Thương triều tông phất phất tay ra hiệu cho tên thân về kia lui xuống, chợt khẽ thở dài, cải trang che dấu ư. Chắc là đi tìm đạo gia rồi, cũng không biết xung quanh nơi này còn tai mắt nào của nhà họ tống hay không, có thể gặp nguy hiểm gì hay không. Lam Nhược Đình trầm ngâm nói, mục tiêu của nhà họ Tống là đạo gia, tin tức đã công khai, biết đạo gia không ở đây, có lẽ nhà họ Tống sẽ không tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, sau khi viên cương cải trang ra ngoài chắc là không có vấn đề gì đâu. Thương Thục Thanh cắn môi không nói, sở dĩ nàng lo lắng như hữu đạo một đi không trở lại, chính là bởi vì chuyện này, như hữu đạo hiểu rất rõ viên cương, một khi để bên này công khai chuyện cắt đứt quan hệ, chẳng lẽ như hữu đạo không biết viên cương sẽ đi tìm hắn sao? Kinh Thành, tống phủ, trong thư phòng, đập nát bình hoa, đạp nát chén trà, nghiên mực quý giá vỡ tan tành, trang giấy rơi vãi đầy đất, một đống lộn xộn. Tống cửu minh thở phì phì đi tới đi lui trong thư phòng. Vì sao lại tức giận? Đương nhiên là bởi vì chuyện ở Kim Châu bên kia, Tống Long vừa xảy ra chuyện, bên kia đã có người truyền tin tức trở về trước tiên. Vừa nhận được tin tức này, Tống Cửu Minh gần như là lảo đảo ngã ngồi ở trên ghế. Một gia tộc đi đến nước này, con trai chết chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hậu quả theo đó mà đến đường đường là sứ thần nước yến mà lại đem thù riêng xem thành chuyện công còn gây ra chuyện như vậy lại còn là ở nước ngoài tống cửu minh có thể tưởng tượng được một số người trong bóng tối đã ấp ủ một trận mưa to gió lớn sắp hung mãnh đánh vào lão ở trên triều đình quản gia lưu lộc con trai trưởng tống toàn đều cúi đầu đứng trong một góc không dám lên tiếng đều biết tống cửu minh đang giận bốc khói lúc này ai cũng không dám đến gần lão hai người rất hiếm khi nhìn thấy lão nổi giận lớn như vậy hắn ta thân là sứ giả đặc phái ra nước ngoài của nước yến ai kêu hắn ta làm loại chuyện này ai kêu hắn ta làm tự bản thân hắn ta muốn chết thì cũng thôi đi đây là lật đổ toàn bộ nhà họ tống ư tống cử minh bỗng chỉ vào hai người đổ ập xuống một trận mắng chửi sắc mặt bình thường không lộ vẻ gì lúc này đã tức giận đến phát xanh trong lòng hai người cũng rất bất đắc dĩ có lẽ việc này bất kể đổi thành ai ở nhà họ tống nhìn thấy như hữu đạo ở kim châu sợ là đều sẽ nhúng tay, chẳng lẽ chuyện thuận tiện như vậy còn có thể buông tha cho tên nghiêu hữu đạo kia sao? Chỉ là chẳng ai ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, chắc chắn là Tống Long cũng không dự đoán được. Tống Toàn yếu ớt hỏi một câu, có thể nghĩ cách che giấu đi không? Che giấu, làm sao che giấu, Tống Cửu Minh chỉ ngón tay vào chán gã, người ăn cái gì lớn lên. Ở trong nước bằng thế lực nhà chúng ta còn có thể nghĩ cách đùn đẩy trách nhiệm, nhưng ở nước ngoài làm sao che giấu? Người muốn đùn đẩy lên người ai? Sứ giả các nước khác tận mắt nhìn thấy, những người kia chỉ ước gì nước yến nội loạn, người càng che giấu, người ta càng vui mừng đâm thọc. Sứ thần chết ở nước triệu, nước triệu sẽ giúp người gánh trách nhiệm này ư. Che giấu, ai che giấu nổi đây? Đúng lúc này, ngoài cửa có người thông báo, lão ra, người phủ tư không đến, đại tư không triệu kiến. Trong phòng thoáng chốc lặng im, cũng nghi ngờ rằng đồng mạch triệu kiến 89 phần 10 cũng là vì việc này. Trường 171, Tống Cửu Minh ra tay khai nghe tin đồng mạch triệu kiến tống cửu minh nhanh chóng bình tĩnh lại có điều lão cũng không vội vã đến phủ tư không mà là để cho người ta chuẩn bị chỉnh sửa lại dung nhan mình cho gọn gàng ngăn nắp tóc trải chuốt không lộn xộn chút nào quần áo phải chỉnh chỉnh tề tề bấy giờ mới ra ngoài ngồi xe ngựa mà đi trên xe ngựa nhanh chóng ổn định lại tâm tình của mình chấn chỉnh lại khí sắc của mình sau khi đến phủ tư không tiến vào chính đường nhìn thấy đồng mạch ngồi ngay ngắn ở sau bàn dài lạnh lùng nhìn mình chằm chằm lão không chút hoang mang hành lễ, sau đó không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu không rên một tiếng. Đồng mạch thản nhiên hỏi, đều biết rồi. Dạ, Tống Cửu Minh quỳ chắp tay đáp, ti chức không biết dạy con, phụ lòng kỳ vọng cao của đại tư không, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Đồng mạch quan sát nét mặt của lão, thấy cảm xúc lão bình ổn, khí sắc cũng không có gì thay đổi, không khỏi khẽ gật đầu. Đó là điểm mà ông ta thưởng thức nhất trên người Tống Cửu Minh, gặp chuyện lớn không sợ hãi. Biết thì tốt, vậy ta sẽ không nhiều lời, tự ngươi chủ động xin từ trước đi. Dạ, tống cửu minh trực tiếp đồng ý, chắp tay vẫn không buông xuống, thì trước lập tức dâng tấu xin từ chức đình quý. thấy lão ngay cả mất chức thôi trước vẫn bình tĩnh như vậy, đồng mạch càng tỏ ra tán thưởng, thở dài, ngươi không đến mức không có chừng mực như vậy, chắc là việc này là do đứa con trai kia của ngươi tự tiện làm chủ, nhưng không có cách nào khác, chuyện lần trước tự tiện chặn giết ở nam sơn tự đã chọc giận bệ hạ, chẳng qua cũng may không ai biết, chuyện cũng đã trôi qua rồi chuyện lần này chắc ngươi cũng biết gây chuyện lớn cộp cộp ngón tay liên tục gõ mạnh hai lần lên hồ sơ trên bàn dài bệ hạ chắc chắn sẽ tức giận ta lại không tiện đỡ lời cho ngươi thay vì bị buộc tội giáng chức không bằng tự mình thỉnh tội từ chức chủ động nhường vị trí của mình ra cho một số người nào đó tranh giành trước tiên ta cũng dễ nói chờ tiếng gió qua đi nhìn xem những người đó ngồi vào vị trí của ngươi có thể làm tốt hơn so với ngươi hay không nếu làm sai bắt đầu dùng ngươi lần nữa cũng không muộn Tống Cửu Minh đáp, dạ, tất cả đều nghe theo đại tư không dặn dò. Đồng Mạch cảm thấy vui mừng, lúc này mới hiện thân từ sau bàn dài, xoay người đi đến, đích thân cúi người đưa tay đỡ lão lên, có một số việc thân ở vị trí đó rất khó thực hiện, ta có thể hiểu được. Nếu việc tư chưa hết, không bằng nhân lúc rảnh rỗi này tự xử lý việc nhà mình cho thật tốt, xử lý sạch sẽ rồi, chờ đến khi trong lòng không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác nữa hắn quay về, đại yến vẫn luôn cần loại thần tử có năng lực như ngươi. Tống Cửu Minh, đại tư không khổ tâm một phen, thì trước hiểu rõ. Đồng mạch vỗ vỗ vai lão, viết đơn xin từ chức ở ngay chỗ này đi, ta đang muốn tiến cùng bẩm tấu với bệ hạ chuyện của Tống Long, tiện đường cùng mang theo. Dạ, Tống Cửu Minh đồng ý, chờ đến khi lão quay trở về Tống Phủ, thư phòng lộn xộn bừa bãi đầy đất đã được thu dọn sạch sẽ. Đợi đến khi lão ngồi vào sau bàn dài, Tống Toàn Đích Thân bưng trà dâng lên, đồng thời thử hỏi một câu, phụ thân, đại tư không nói thế nào. Tống Cửu Minh lạnh nhạt nói, chẳng nói gì cả, ta đã xin từ trước đình quý. Hả, Lưu Lộc và Tống Toàn đều giật nảy cả mình, nhất là Tống Toàn, tương lai của hắn ta còn phải nhờ cậy vào phụ thân, không có phụ thân làm chỗ dựa, sợ là sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn, thấy hơi sầu lo hỏi có phải phụ thân quá nóng vội rồi không. Tống Cửu Minh không để ý tới điều này, ánh mắt ngược lại rơi vào vách tường đối diện, trong thư phòng lão treo một tấm bản đồ toàn bộ thiên hạ, đứng dậy bước ra, đi tới trước bản đồ, sau khi quan sát một lúc, lão hỏi, thi thể của lão nhị khi nào thì về tới? Lưu Lộc đáp, việc này sợ là còn hơi rắc rối, Kim Châu bên kia giữ thi thể không trả, nói là phải chờ sau khi tra rõ mọi chuyện rồi hãy nói. Tống Cửu Minh vòng hai tay, tên Nhiêu Hữu Đạo kia, Kim Châu bên kia chuẩn bị xử lý thế nào? Lưu Lộc cũng nói phải chờ sau khi điều tra rõ mọi chuyện ạ. À. Tống Cửu Minh, đừng hy vọng Kim Châu sẽ làm gì Nhiêu Hữu Đạo, việc này 89 phần 10 có Kim Châu tham dự trong đó. Đã không xử lý Ngưu Hữu Đạo, cũng sẽ không giao Ngưu Hữu Đạo cho chúng ta, có lẽ sẽ tự mình thả hắn đi." Tống toàn nghi ngờ không chắc hỏi, "Phụ thân, ý của người là Kim Châu tham dự vào chuyện Ngưu Hải nhị đệ?" Tống Cửu Minh, "Ta không nghe mấy lời giải thích lộn xà lộn xộn ấy, ta nắm giữ hình luật nhiều năm không phải người mù, chuyện lớn như thế, thiếu bất kỳ một khâu nào cũng khó có khả năng trùng hợp như vậy, ta không tin có chuyện trùng hợp đến thế. Những đặc sứ có liên quan trực tiếp đến chuyện xảy ra đêm đó có lẽ không có ai là sạch sẽ." chắc là lão nhị đã trúng kế của người khác. Dù ta không biết tại sao Kim Châu phải làm như vậy, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ sợ chúng ta không thể dễ dàng tìm ra nghiêu hữu đạo. Tin tức huyện Thương lưu bên kia thế nào rồi? Lưu Lộc, vừa tới, Thương Triều Tông đã dán thông báo công khai tuyên bố, nói đã trục xuất nghiêu hữu đạo khỏi dưới chướng của mình, nghiêu hữu đạo đã không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Hừ hừ, Tống Cửu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào bản đồ hờ hững nói, chuyện hợp tình hợp lý, trong khoảng thời gian dài sắp tới chỉ sợ Ngưu Hữu Đạo sẽ không lộ diện ở huyện Thương Lư nữa, chúng ta phải tự dựa vào bản thân mình để tìm ra hắn. Giết cháu của ta, bây giờ lại còn giết con ta, nếu ta không thể giải quyết được kẻ này, trở thành trò cười cho thiên hạ, thì còn mặt mũi gì đặt chân trong triều đình. Cũng tốt, nhân lúc ta rảnh rang, giải quyết cho xong việc này đi. Lão đưa tay chỉ vào bản đồ, trên tất cả con đường phải đi qua trạm dịch ở khu vực biên giới các nước, cẩn thận lựa chọn cho tốt, lập trạm theo dõi tìm người nhận ra nghiêu hữu đạo vẽ lại hình ảnh của hắn truyền cho tất cả các trạm theo dõi ta không tin hắn vĩnh viễn trốn tránh không ra đợi sau khi bố trí xong lưới lập tức không ngừng phái người tìm thương triều tông đàm phán để thương triều tông giao người ra thương triều tông có đồng ý hay không không quan trọng bảng giá có thể tùy ý thêm vào hắn ta chưa chắc đã cho nhưng phải tạo thành thanh thế bứt dây động rừng khiến nghiêu hữu đạo nghi ngờ thương triều tông không dám lẩn trốn ở những nơi thương triều tông biết buộc hắn xuất hiện, tránh để hắn vẫn luôn trốn tránh không ra ngoài. Lưu Lộc nghi ngờ hỏi, lão ra, ý ngài muốn nói lập trạm theo dõi ở khắp các nước, không phải là trong biên giới nước Yến ạ. Ông ta cho là mình nghe lầm, tống cửu minh, các nước khác. Lưu Lộc giật mình, vội nói, lão ra, chuyện vẽ hình và đàm phán đều dễ xử lý, nhưng chuyện lập trạm theo dõi có phải quy mô hơi lớn quá rồi không, cần dùng rất nhiều nhân lực và tài lực chống đỡ, chỉ sợ. Tống cửu minh, chúng ta không cần dùng nhân lực, vật lực và tài lực gì, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tìm tình báo báo cho tư lão mạc, mượn dùng một số nhân thủ để đó không dùng mà bên đó bố trí ở các nước. Lưu Lộc và Tống Toàn hai mặt nhìn nhau, phát hiện lão gia tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ bất phàm, đây là trực tiếp vận dụng thực lực của một nước để đối phó Ngưu Hữu Đạo, đối đãi như thế, dù Ngưu Hữu Đạo chết cũng không oan uổng. Hai người cũng nghe ra ẩn ý khác trong đó, cho dù lão gia tử xuống đài rồi, sức ảnh hưởng vẫn còn đó ta sẽ tìm lão mạc bàn bạc ổn thỏa, một khi phát hiện mục tiêu, để gián điệp trực tiếp báo cho nhân thủ đánh thuê gần đó ra tay giải quyết, bằng không đợi đến khi tin tức chuyển đến chuyển đi, chúng ta mới phái người tới, nước xa không cứu được lửa gần, cho nên khoản phí tổn thuê người này cuối cùng vẫn phải do chúng ta bỏ ra, mặt khác thì không có gì. Lưu Lộc mừng rỡ, hắn ta và Nghiêu hữu Đạo cũng coi như có mối thủ giết con, lúc này gật đầu nói, lão ra yên tâm, ta lập tức cho người lấy bức vẽ của Nghiêu hữu Đạo ra sao chép thành nhiều bản, nhanh chóng truyền cho tất cả các trạm theo dõi. chương 172, lên đường, trong vườn rau, Lam Như Đình chậm rãi đến gần, đứng ở bờ bên kia của vườn rau nhìn Thương Thục Thanh đang giao lưu với những hòa thượng trồng rau, còn đích thân động thủ giống như đang học trồng rau. Thương Thục Thanh cũng nhanh chóng phát hiện ra ông, đi ra khỏi ruộng rau, vừa chạm mặt sau hỏi Lam Tiên Sinh có việc gì. Vừa nhận được tin của đạo gia, Lam Như Đình cười rút một phân kiện mật trong ống tay áo ra, hai tay dâng lên. Thương Thục Thanh nhận lấy, không kịp chờ đợi lập tức mở ra xem. Ánh mắt Lam như đình lóe lên, dường như đang cẩn thận quan sát phản ứng của Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh xem hết văn kiện mật thì nhẹ nhàng thở ra, như hữu đạo bảo bên này sắp xếp một điểm ở Yên Kinh, phụ trách bí mật liên hệ với Trần Quy Thạc. Có sắp xếp này nàng rất an tâm, chứng tỏ như hữu đạo không hề có ý định rời khỏi nơi này. Nàng vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện ánh mắt Lam như đình nhìn mình hơi cổ quái, không khỏi hỏi tiên sinh nhìn cái gì. Nàng đưa tay sờ lên mặt mình, tưởng là lúc nãy dính thứ gì trong vườn rau. Làm như đình vội nói, không có gì, chỉ là nhìn thấy quận chúa học trồng rau, có chút kỳ quái. Thương Thục Thanh nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù có chút khó coi, ta phát hiện rau bọn họ trồng hình như phát triển tốt hơn bên ngoài nên cố ý xin chỉ giáo một chút. a à, thì ra là thế, làm như đình vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu, rời khỏi ngọn núi thành phủ Kim Châu, như hiểu đạo và viên phương đặt cái sọt trên vai xuống. Lấy đao kiếm và tay nãy được cấy dưới đống vật phẩm trồng chất trong sọt ra, hai người đều ăn mặc theo kiểu nông dân giờ nhanh chóng thay đổi trang phục. Cách đó không xa có người dắt hai con ngựa chờ sẵn, hai người cầm đồ đi đến, sau khi xác nhận thân phận với người dắt ngựa lập tức xoay người lên ngựa, phóng ra khỏi khu rừng. Còn chuyện thương Triều Tông và Hải như Nguyệt Liên Hợp, thế lực sau lưng hai bên đều đã đồng ý. Người của Thiên Ngọc Môn và người của Phương Động Thiên Phủ đã hẹn gặp mặt, chuyện bên này đã giải quyết xong, Ngưu Hữu Đạo cũng lập tức rời đi, chuẩn bị đi thực hiện chuyện đã đồng ý với Hải Như Nguyệt chạy lên một đoạn đường dốc hai người lần lượt siết dây ngừng lại xoay người nhìn tòa thành chỉ to lớn phía xa đạo gia thật sự muốn giúp nữ nhân kia cầu xích dương chu quả sao viên phương thử hỏi một câu nghiêu hữu đạo nhíu mày nói lão hùng trong mắt người ta là kẻ nói lời không giữ lời sao không 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 đạo gia ta không có ý này viên phương gãi gãi mặt cười khan nói chẳng qua ta chỉ cảm thấy không cần thiết chuyện đã bàn bạc xong rồi tìm hay không tìm xích dương chu quả kia quả thực không liên quan gì hơn nữa, ngay cả nàng ta còn chẳng lấy được thứ đó, e là chúng ta cũng chẳng hơn gì. Ngụ ý hà tất gì phải đi một chuyến uổng công, như hữu đạo có thể làm được hay không là một chuyện, có đi làm hay không lại là một chuyện khác. Một khi cảnh nội quận Thanh Sơn khai chiến, vương gia trông có vẻ thắng lớn nhưng mọi thứ đều có biến số, kết quả cuối cùng chưa ai nói chắc được, chuyện đánh trận này ta không giỏi. Các ngươi đã đi theo ta thì ta phải chịu trách nhiệm về các ngươi, ta phải chuẩn bị sẵn đường lui cho các ngươi. Viên phương như có điều suy nghĩ, hiểu ra ý hắn, đạo gia đã coi kim châu là đường lui, bỗng giật mình nói, đạo gia, quận thanh sơn khai chiến, người trong chùa ta có nguy hiểm không? như hữu đạo, ta nói rồi, các ngươi đi theo ta, ta sẽ chịu trách nhiệm. người yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần bọn hắn ở tại sơn trang sẽ không có việc gì. một khi có việc, người quên mật đạo ở sơn trang sao? sẽ có người an bài cho bọn hắn rút lui. à, viên phương nhẹ nhàng thở ra cũng phát hiện được một điểm từ hành vi coi Kim Châu là đường lùi của đạo gia. Đạo gia không dự định chỉ treo cổ trên một thân cây thương chiều tông kia. Hắn ta thử thăm dò, đạo gia, thực ra chúng ta không cần thiết phải cuốn vào thị thị phi phi này, chỉ bằng dứt khoát rời khỏi đây là được, chẳng dựa vào bên nào, tự do tự tại. Ngưu hữu đạo, người cho rằng ta không muốn sao. Nếu ta thật sự có thể từ bỏ cái miếu hoang đó thì tất cả đều dễ nói, thực sự không được chúng ta cứ trốn đi thôi. Trong lòng hầu tử kia có nhiệt huyết, động tí ý là nói phải làm việc gì đó có ý nghĩa. Trừ phi vĩnh viễn đừng để hắn gặp ai, bằng không sớm muộn gì hắn cũng sẽ gây ra chuyện, sớm muộn gì cũng bị cuốn vào thị phi. Ta cũng không thể vĩnh viễn không để hắn tiếp xúc với người khác đúng không? Thế đạo này, với tính cách của hắn không thể nào cứ ẩn cư mãi được. Còn gấu yêu ngươi, cứ ngoan ngoãn làm yêu tinh đi không làm, cứ phải làm cái trụ trì rách gì đấy, nhất định phải chấn hưng nam sơn tự gì đấy, chơi vui lắm à? Viên Phương yếu ớt nói, không liên quan gì đến chơi vui, trước khi trụ trì cũ lâm chung, ta đã đồng ý với ông ấy. Như Hữu đạo suy tiếng nói, thật sao, người muốn chấn hương nam sơn tự, chùa miếu dựng lên, chỉ bằng chút thực lực của các người có thể giữ được trong thời loạn thế này không? Người có tin nếu người thật sự xây được một ngôi chùa lớn, chưa chống đỡ được một năm là đã phải đóng cửa đấy. Mỗi người các người sau lưng không có thực lực gì chống đỡ, chẳng qua chỉ nói mò, chỉ đi tìm chết thôi từng người các ngươi đều muốn làm việc mình muốn kiên trì với tín niệm của mình ta có thể làm thế nào chứ dù sao thì cũng phải có một người chịu ủy khuất đúng không nào viên phương hình như hiểu ra gì đó đạo ra vậy chi bằng chúng ta tìm một thực lực cường đại nào đó nương tựa là được rồi tìm thực lực cường đại nương tựa thì có thể vô lo sao ngươi nghĩ có ai nuôi không ngươi chứ phải leo lên được độ cao nào đó mới có thể ngắm được phong cảnh nào đó trồng dưa mới có được dưa trồng đậu chỉ có được đậu lại nhải mấy chuyện này với ngươi cũng vô dụng cũng không thể bắt ngươi hoàn tục ngươi cứ ngoan ngoãn đi theo ta đi dù sao ngươi cũng chưa từng nhìn hết thế giới này lần này coi như đi mở rộng tầm mắt đi nghiêu hữu đạo xoay ngựa nện hai cước vào bụng ngựa mai chóng lao đi viên phương lập tức phóng ngựa mau chóng đuổi theo hai người chạy trên đường lớn một hồi thì cua vào một con ngõ nhỏ đi trên con nhỏ đã dự định trước tạm thời vẫn chưa dám đi trên đường lớn lo kẻ thù mai phục trên đường nên định đi vòng thật xa rồi mới dám đi trên đường lớn. Mục tiêu, đại tuyết sơn phía bắc cảnh nội Hàn Quốc, băng tuyết cát. Trong một rừng núi khác, hai con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ. Cách đó không xa, viên cương hai tay để chân, lưng như rồng, khom người ở đó. Ngụy đa tay cầm gậy gỗ chạy quanh viên cương điên cuồng đánh xuống. Sau khi luyện công xong, viên cương thả người nhảy vào đầm nước bên cạnh tắm rửa. Dọc theo con đường này, ngựa không thể chạy không ngừng, cần nghỉ ngơi mỗi ngày viên cương đều nhân thời gian này dùng một canh giờ này làm thời gian luyện công hai người đã tiến vào cảnh nội kim châu cách phủ thành kim châu càng ngày càng gần màn đêm buông xuống quận quảng nghĩa phủ thái thú trong thư phòng quản gia thọ niên tiến vào hai tay dâng lên một phong mật tín lão gia bên thiên ngọc môn truyền tin đến phượng lăng ba đang dựa lên bàn ngẩng đầu gác bút xuống cầm thư xem lông mày dần nhíu lại nhìn chằm chằm thư tín một lúc lâu không nói gì một lát sau Bành Ngọc Lan bưng một bát canh nóng tiến vào, thấy vẻ mặt Phượng Lăng Ba không bình thường liền đặt bát xuống, hỏi thế nào. Phượng Lăng Ba thuận tay đưa cho nàng, để nàng tự xem. Bành Ngọc Lan mang theo nghi hoặc lấy ra xem xong, hơi có vẻ kinh ngạc, nói: hạn chúng ta trong nửa tháng chuẩn bị năm vạn nhân mã phân cho thương triều tông. Một huyện thương lư nhỏ như vậy cần nhiều nhân mã như vậy làm gì? Còn phải kiếm nhiều lương thảo như vậy cho hắn. Bên quận Thanh Sơn có thể để nhiều nhân mã như vậy nhập cảnh sao? Quay đầu lại hỏi Thọ Niên, bên Nhược Nam có truyền tin gì về không? Huyện Thương Lư có động tính gì? mươi 173, trọng quyền cứu người. Thọ Niên lắc đầu, không có, ngoại trừ chút chuyện kia của Ngưu Hữu Đạo thì cũng không có động tính gì khác. Phượng Lăng Ba Trầm ngâm nói, chẳng lẽ liên quan đến chuyện Ngưu Hữu Đạo gây ra ở Kim Châu? Bành Ngọc Lan lại xem mật tín, đừng đoán, ta trực tiếp truyền tin hỏi thử phụ thân chuyện gì xảy ra. Phụ thân nàng chính là trưởng môn đương nhiệm của Thiên Ngọc Môn, Bành Hữu Tại. Tường thành cao lồng lộng, đã đến phủ thành Kim Châu. Bức tường thành cao cao trước mắt là tòa thành lớn nhất viên cương nhìn thấy từ khi nhập thế tới đây. Hắn ta cùng ngụy đa xuống ngựa ở cửa thành, sau khi được kiểm tra xong thì một trước một sau dắt ngựa tiến vào thành. Trong thành phồn hoa không nói, trên đường đi chưa được ăn gì đàng hoàng nên hai người tìm một quán ven đường để lót dạ. Cột ngựa xong, vừa mới ngồi xuống quầy hàng trên con đường phía sau liền có một trận động tính, một đám nhân mã bảo vệ một cỗ xe sang trọng lao đến, phía trước có người phóng ngựa mở đường. Người đi đường lao nhau né qua, vợ chồng chủ quán chợt sợ hãi hô to, nhà đầu. Tiểu nữ nhi của hai người tay cầm chiếc bánh chạy ra xa, đang đứng giữa đường không biết nên tiến hay lùi, dường như bị dọa cho sợ rồi còn con ngựa mở đường thì đang lao tới. Viên cương đột nhiên nhảy lên trong nháy mắt vào tới, vung mạnh cánh tay ôm lấy cô bé. Kẻ phóng ngựa đến dường như cũng giật nảy mình, cũng nhanh chóng xiết dây cương ngừng lại, phóng ngựa trước dựng đứng lên hí dài, thuận tay quất một roi về phía viên cương đang quay người đi, giọng nói mang theo tức giận quát lên, còn chưa tránh ra. Viên cương trở tay chụp lấy sợi roi đánh tới, thuận tay kéo một cái. Sợi roi trong tay người phóng ngựa trong nháy mắt tuột tay bay ra ngoài, bay lên trên nóc nhà. Viên cương không rên lấy một tiếng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, quay người đi tiếp về phía quầy hàng. Vợ chồng chủ quán vội vàng chạy ra đón, người phóng ngựa lại nổi giận, trực tiếp cưới ngựa vào tới, đánh về phía viên cương hai vợ chồng đón lấy đứa trẻ bị dọa cho sướng ra mắt thấy chiến mã đánh tới phụ nhân bị dọa cho hét lớn ngụy đa đột nhiên đứng dậy đã thấy viên cương quay lại một cái xoay người vung mạnh cánh tay huy quyền ầm um, một trọng quyền nặng nề đấm lên mặt con ngựa đang vào tới hí hí hi hi, hi 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 chiến mã rên rỉ cả người lẫn ngựa nghiêng lật sang một bên ngã xuống đường màn này khiến đám người đứng hai bên đường đều kinh ngạc với người bình thường mà nói một quyền đánh ngã nhào một con chiến mã đang vào tới là chuyện không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. Đừng nói những người khác ngay cả ngụy nhiều cũng âm thầm kinh hãi trước sức lực của viên cương, xương cốt của thằng nhãi này đúng là cứng cáp thật. Hải như Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa cách tấm rèm châu nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Hai bên xe ngựa lập tức có tu sĩ lách mình lao ra, Hải như Nguyệt ngồi trong xe ngựa lạnh nhạt nói, được rồi. Ngoài xe ngựa lập tức có người truyền lời, hai tu sĩ đáp xuống trước mặt viên cương lạnh lùng nhìn viên cương một chút, đồng thời mắt nhìn ngụy đa lách mình đến bên viên cương thì lại lách mình quay trở về. Đoàn nhân mã tiếp tục tiến lên, tiểu nữ hài đã bị dọa khóc hoa hoa. Viên cương cúi người nhặt chiếc bánh ngồi rơi dưới đất lên, phù phù thổi bụi đi, xe đi chỗ bị bẩn nhét lại vào tay tiểu nữ hài, xoa đầu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài há miệng cắn một cái, nước mắt lưng chồng nhìn hắn ta, không khóc nữa. Đối với chiếc xe ngựa vừa lao qua, viên cương ngạo nghễ đứng đó chẳng buồn nhìn lấy một cái. Còn Hải Như Nguyệt ngồi trong xe ngựa lại thu hết cảnh này vào mắt, thậm chí nghiêng đầu bên cạnh cửa sổ nhìn mãi cho đến khi không thấy gì nữa mới thôi. Xe ngựa đi qua, đám người né tránh hai bên đường khôi phục bình thường, không ít người lén chỉ trỏ Viên Cương. Vợ chồng chủ quán ôm tiểu nữ hài liên tục cảm tạ Viên Cương, rõ ràng có thể nhìn ra e ngại còn nhiều hơn là cảm kích. Viên Cương cũng không nói gì không cần cảm ơn, ngồi lại quầy hàng ăn đồ ăn, thầm nghe thấy trong những lời xì xào bàn tán của đám người có nhắc đến chữ phủ thứ sử có vẻ những người đi ngang ban nãy là người của phủ thứ sử thế là viên cương liền đưa mắt nhìn về phía xe ngựa biến mất sức ăn của viên cương rất lớn hắn ta ăn thật no mới dừng lại lúc thanh toán hai vợ chồng chủ quán không chịu lấy tiền viên cương không đẩy tới đẩy lui với vợ chồng chủ quán ném một ngân tệ rồi cùng ngụy đa dắt ngựa rời đi cả đường nghe ngóng cuối cùng hai người cũng tìm được phủ thứ sử dĩ nhiên là bị cản lại ngoài phủ thực ra hải như nguyệt vừa đi tuần sát trở về vừa mới nghỉ ngơi chưa được một lúc một nha hoàn bưng một hộp đồ trang sức tân tiến đến cho nàng lựa chọn quản gia chu thuận đi vào thông báo phu nhân viên cương tới hải như nguyệt à một tiếng mang bức thư nghiêu hữu đạo lưu lại tới đây chu thuận cũng không vội vã rời đi cười nói vừa nãy có người nhìn thấy viên cương cố ý nhắc nhở lão nô nói viên cương này vừa mới va chạm tỏa giá phu nhân trên đường là hắn hải như nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu cầm món trang sức trên tay thả lại lại vào hộp đồ trang sức hắn chính là viên cương Chu Thuận lắc đầu, lão nô trước đó không đi cùng, không gặp, không rõ lắm. Hải Như Nguyệt chật chật, hứng thú nói, quả nhiên là vật học theo loài, đều là người phi thường. Người bên kia tra được tình hình chưa? Viên cương này có quan hệ như thế nào với Nghiêu Hữu Đạo? Chu Thuận, hai người rất ít khi lộ diện bên ngoài, người bên kia cũng chưa tra được gì, có điều xác định là thường đi theo bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, chắc là tâm phúc. Hải Như Nguyệt phất tay, cho mời. Rõ, Chu Thuận đi tới cửa phân phó người dưới một tiếng. Viên Cương và Ngụy Đa bị ngăn ngoài cửa được cho qua, có điều theo quy củ vẫn phải lục soát người. Bội kiếm của Ngụy Đa, chủy thủ trên người Viên Cương đều tạm thời bị thu lại, trên thân cũng bị hạ cấm chế. Hai người được người ta dẫn tới phòng khách chờ, đợi không bao lâu, Hải Như Nguyệt và Chu Thuận cùng đi đến, chủ khách gặp nhau. Sau khi làm rõ thân phận hai bên, Viên Cương ít nhiều có chút kinh ngạc, không ngờ nữ chủ nhân của Kim Châu này lại đích thân ra gặp mình. Viên Cương không có thói quen chắp tay không người bái kiến, cho dù là gặp thương triều tông hay thương thục thanh cũng không hắn ta đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một cái hỏi như hữu đạo ở đâu hải như nguyệt cũng đang đánh giá hắn ta cảm thấy người này khá thú vị vì hành động của viên cương ở đầu đường lúc nãy nàng phát hiện hình như viên cương không có quan niệm giai cấp đối với người của thế giới này người phân thành ba loại chín tầng quan chính là quan dân chính là dân viên cương không thèm để quan tướng vào mắt mà đi lấy lòng tiểu dân còn va chạm trên đường phố với quan niệm của Hải Như Nguyệt mà nói hơi không thể hiểu được hành vi của Viên Cương. Hải Như Nguyệt ngồi ở chính vị lạnh nhạt nói, như hữu đạo đi rồi. Viên Cương nhíu mày, hỏi, đi đâu? Thấy đối phương không đáp, lại hỏi thêm câu nữa, băng tuyết các. Hải Như Nguyệt ha ha nói, xem ra người biết cũng không ít. Quấy dày, cáo từ. Viên Cương vứt lại một câu rồi bỏ đi. Hải Như Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, phát hiện người này thật sự không hề để mình trong mắt, quát, dừng lại. Chỗ này của ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Viên cương dừng bước, chậm rãi xoay người nói, ta và trưởng công chúa không oán không cừu. Hải như nguyệt, tạm thời lưu tại Kim Châu đi. Bổ sung thêm một câu, đây là chuyện trước khi đi nghiêu hữu đạo bàn giao lại với bản cung. Nhưng đầu ra hiệu một chút, Chu Thuận lấy một bức thư hàm trong ống tay áo ra, tiến lên giao cho viên cương. Kỳ thật bọn họ không hề thủ lễ gì mà đã mở thư ra xem trước, nhưng đọc xong thì ngẩn người vì không hiểu, dù đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại rất lâu cũng không hiểu gì cả. chương 174, Trích Tinh Thành, viên cương rút thư trong văn kiện ra chỉ xem một chút liền biết chắc chắn là đạo gia lưu lại vì bên trong là chữ giản thể, kiểu chữ cũng là kiểu viết thư của đạo gia. Thứ này không có gì tham chiếu cũng chẳng có quy luật, muốn dựa vào một bức thư mà giải mã ra nội dung, hắn ta đoán chẳng thể làm được. Nội dung trong thư đại khái là Nghiêu Hữu Đạo đoán được sau khi hắn ta biết tin sẽ đến nên bảo hắn ta lưu tại Kim Châu, Chờ nghiêu Hữu Đạo trở về, không nên chạy loạn. Đây cũng là nỗi khổ tâm của nghiêu Hữu Đạo, hắn biết bên này đã bàn bạc ổn thỏa thì bên quận Thanh Sơn kia sắp xảy ra đại chiến. Viên Cương lưu lại bên cạnh Thương Triều Tông 89 phần 10 sẽ tham chiến. Con người Viên Cương rất coi trọng tình cảm, có huyết tính, không sợ chết, lên chiến trường e là coi như đi nộp mạng. nghiêu Hữu Đạo không nghĩ rằng đại nghiệp của huynh muội họ Thương đáng để Viên Cương góp mạng vào. nghiêu Hữu Đạo bảo bên Thương Triều Tông công khai cắt đứt quan hệ chính là vì mục đích này hắn biết chắc chắn viên cương sẽ tìm đến nhân lúc viên cương rời khỏi quận thanh sơn đợi thế cục bên quận thanh sơn ổn định lại hãng nói nếu huynh muội thương thị thành công viên cương có trở về cũng không sao nếu huynh muội thương thị chiến bại địa bàn đều bị người khác chiếm rồi dĩ nhiên cũng không cần thiết trở về nữa tóm lại một câu hắn không thể để cho viên cương dấn thân vào nơi nguy hiểm mà mặc kệ hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn chạy tới băng tuyết các lấy xích dương chu quả gì đó cũng là để ổn định hải như nguyệt Giống như Viên Phương nói, coi Kim Châu là đường lui. Chuyện tương lai không ai nói rõ được, chỉ ít bây giờ có thể để Viên Cương có một nơi để sống yên. Nhưng Viên Cương vừa đọc được nội dung trong thư lập tức ý thức được lần này đạo ra đi sẽ có nguy hiểm, nếu không sẽ không đến mức không cho mình đi theo. Cáo từ, Viên Cương ném lại một câu xoay người một lần nữa, bỏ đi. Cổng lại xuất hiện hai tên tu sĩ, cản hai người lại. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, mang đến Lưu Phương quán an bài đi. Vũ Lịch cho dù các nước đều có lịch pháp niên hiệu nhưng chư quốc đều dựa trên cơ sở của vũ triều, chư quốc dùng các loại lịch pháp kết giao thì hơi hỗn loạn, bởi vậy lịch pháp thật sự thông dụng nhất ở các quốc gia dễ dàng để tính năm vẫn là vũ lịch. Đây cũng chính là nỗi tiếc nuối của các quốc gia hùng chủ. Vũ triều thực ra vẫn còn tồn tại, người có trí đều mong có một ngày có thể thống nhất lịch pháp, khi ước mong đạt được chính là thời điểm nhất thống thiên hạ. Vũ lịch năm 523, sứ thần nước Yến là Tống Long gặp chuyện ở Kim Châu nước Triệu, Kim Châu cha ra Tống Long vì thù riêng nên coi thường luật pháp Kim Châu, tự tiện làm bậy ở cảnh nội Kim Châu, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Kim Châu đòi nước Yến có câu trả lời, nước Yến lấy lý do không cùng địa vị nên từ chối thương lượng với Kim Châu, chỉ làm việc với triều đình nước triệu. Thứ sử Kim Châu tức giận, tập kết trọng binh trực chỉ Nam Châu nước Yến, làm ra trạng thái có thể tấn công bất cứ lúc nào. Hành động này khiến triều đình nước Yến loạn trong giặc ngoài bất an. Thứ sử Nam Châu là chu thủ hiền khẩn cấp điều trọng binh Nam Châu phòng ngự, còn triều đình nước Yến trong phải cảnh giác chư hầu, ngoài phải đề phòng địch quốc nhìn chằm chằm, không thể trợ giúp nhiều cho chu thủ hiền. Cuối xuân năm đó, vào thời khắc phòng ngự trong Nam Châu lơi là, nhi tử của Ninh Vương, người từng là nguyên đại tư mã nước Yến, là dung bình quận vương thương triều tông lấy cớ trước đó bị thứ sử Nam Châu chu thủ hiền tập kích, dân thư yêu cầu triều đình nghiêm trị chu thủ hiền. Triều đình lấy lý do không có chứng cứ chối từ. Thương Triều Tông dưới cơn nóng giận tìm nhạc phụ Phượng Lăng ba mượn năm vạn tinh binh, hưng binh thảo phạt Chu Thủ Hiền, một đường công thành chiếm đất, thế không thể đỡ, trên dưới nước yến chấn kinh. Sa mạc minh mông bát ngát, lúc một dãy núi mờ mờ cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, viên phương hưng phấn chỉ, đạo ra, đến rồi, đến trích tinh thành rồi. Nhiều hữu đạo ung dung ngồi trên lưng ngựa nhìn ra xa, cứ nhìn núi mà chạy thì chết ngựa, chắc phải tối mới đến nơi được. Trích tinh thành là một tòa thành cổ, tương truyền vốn là thủ đô một nước, sau bị hoàng đến vũ quốc thương tụng phá hủy giờ trở thành một trong những nơi tụ tập mua bán của người trong giới tu hành đây không phải nơi vô chủ chủ nhân phía sau chính là một trong những cao thủ nguyên anh kỳ hiếm hoi có thể đếm được trên đầu ngón tay của giới tu hành tình hình cũng giống băng tuyết các hay yêu ma lĩnh chẳng hạn đứng sau băng tuyết các là tuyết bà bà mục đích đến đây là tiện thể xem thử cho biết còn chuyện đến băng tuyết các xin xích dương chu quả thì không vội thứ ngay cả thế lực hải như nguyệt cũng không lấy được Nưu Hữu Đạo không nghĩ rằng mình vừa đến là có thể đạt được. Có nhiều thứ không thể vội vàng, có thể hiểu rõ đầy đủ về tình hình của giới tu hành có lẽ sẽ có thu hoạch hữu ích hơn. Sở dĩ Viên Phương hưng phấn là bởi vì cũng chưa từng tới đây bao giờ, thậm chí hắn ta nghe từ miệng Nưu Hữu Đạo mới biết có một chỗ như vậy. Sa mạc hoang vu nhưng không phải không có nhân khí, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khoái mã chạy tới chạy lui. Không ngoài sở liệu của Nưu Hữu Đạo, chờ hai người đến chân núi thì mặt trời đã lặn. Trên ngọn núi ở đây không có cây cối, gần như không có lấy một ngọn cỏ. Hai người ngồi trên ngựa không thể lên được núi, chân núi lại có một chuồng ngựa, xung quanh có không con ngựa nào. Sau khi nghe ngóng mới biết, nơi này là nơi gửi ngựa. Ngựa thả ở đây sẽ có người hầu hạ cỏ khô chăm sóc nhưng giá tiền không ít, một ngày một kim tệ. Hai người đành phải gửi ngựa ở đây sau đó chạy vội lên núi. Đến đỉnh núi, còn chưa tới đích thì phía trước đã lác đác ánh đèn. Một đường treo đèo lội suối, rốt cục gặp được một tòa thành cổ rách nát. Hai người tiến vào trong thành, ở đó có không ít người lui tới, rõ ràng đều là tu sĩ. Trong thành màn đêm vừa xuống, tia sáng chợt lóe lên, mỗi người mỗi kiểu, nhà ai nấy quản. Nghe nói trước cửa có bầy lò lửa chiếu sáng mới là thương gia, vì thế hầu hết trên đỉnh đầu của ai cũng có bươm bướm chiếu sáng. Nơi này người không rõ thân phận quá nhiều nên cũng có nghĩa là có nhiều nguy hiểm không biết trước. Hai người đi thẳng đến khách sạn yêu nguyệt nổi tiếng trong thành, nghe nói đó là do thành chủ mở bối cảnh cường hãn có thể đảm bảo an toàn hai người không hiểu rõ tình hình nơi này lắm nên dĩ nhiên an toàn là hàng đầu địa thế vị trí khách sạn yêu nguyệt tương đối cao nằm chính giữa sườn núi ngón nội chính khu vực cũng tốt có thể nhìn xuống toàn thành cũng là nơi duy nhất có tư cách mở cửa hàng ở vị trí này từ đó có thể thấy bối cảnh của nó như thế nào nghe nói vị trí khách sạn yêu nguyệt vốn là hoàng cung thành cổ năm đó sau khi đến nghiêu hữu đạo đã tin vì đây rõ ràng có quy mô của một cung điện. Lúc leo lên bậc thang ở cửa khách sạn, Nghiêu Hữu Đạo bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn sau lưng thì phát hiện không ít người đi qua đi lại ngoài khách sạn theo dõi họ, ánh mắt giống như nhìn thấy hai khối thịt mỡ. Có điều những người này rõ ràng không dám gây chuyện ở đây, chỉ dám đứng dưới bậc thang nhìn. Sau khi hai người tiến vào khách sạn liền cảm nhận được sự xa hoa của khách sạn yêu nguyệt này. Đại đường rộng lớn sáng tỏ, mức độ xa hoa tạm thời không đề cập tới, có hỏa kế nhiệt tình đến chào hỏi, sau khi xác định sẽ dừng chân thì dẫn hai người đi đăng ký. Hai người lấy một phòng, phí tổn người kim tệ một ngày, đắt kinh khủng. Có điều trưởng quỹ nói, khách nhân ở lại khách sạn yêu nguyệt chỉ cần ở một ngày, là đảm bảo an toàn ở trích tinh thành một ngày. Cầm trong tay thẻ phòng của khách sạn yêu nguyệt sẽ không ai dám làm khó dễ trong trích tinh thành. chương 175, Hắc Mẫu Đơn, lúc này hai người mới biết chuồng ngựa dưới núi cũng là sản nghiệp của thành chủ trích tinh thành, khách nhân ở khách sạn yêu nguyệt được miễn phí chi phí chuồng ngựa, coi như được bớt một kim tệ. Bên này yêu cầu hai người đưa mã số dãy số của tòa kỵ, sau đó sẽ thông báo cho bên chuồng ngựa để ngựa của hai người được dùng cỏ khô thượng hạng. Hóa ra một kim tệ bên chuồng ngựa vẫn chưa được dùng đến cỏ khô tốt nhất, vậy tính chi ly ra giường như còn tiết kiệm được hơn một kim tệ. Sau đó hỏa kế dẫn hai người đi nhận phòng, như hữu đạo một lần nữa đánh giá đại sảnh mái vòng thắp đèn dầu, tìm thấy cảm giác ở khách sạn năm sao kiếp trước, có điều hương vị cổ xưa dung hợp trong tòa lâu đài này rõ ràng khách sạn năm sao kia không thể so sánh được, ý cảnh tang thương làm người ta có một dư vị miên man. Không còn cách nào khác, khách sạn này tên khách sạn yêu nguyệt, tử điếm là tinh cấp, còn nơi này là nguyệt cấp, trong lòng như hữu đạo cảm thấy buồn cười. Vừa tiến vào bên trong, cảnh trí trước mắt khiến hai mắt người ta tỏa sáng. Đây quả là một khu rừng, bên ngoài không có lấy một ngọn cỏ, nơi này xanh um tươi tốt, giữa những chậu than cháy hừng hực chiếu rọi ánh lửa lắc lư có hương vị hơn cả những ánh đèn trang trí kiếp trước, có phong tình đặc biệt, có vài khách còn đánh cờ uống trà trong đó. Trong lòng Nghiêu Hữu Đạo một lần nữa chật chật một tiếng, từ bố cục của khu rừng này có thể nhận ra, thành chủ là một người có phẩm chất, hoàn cảnh này khiến người ta cảm thấy tốn tiền cũng không oan uổng. Lên phòng khách trên lầu, trong phòng bày biện đơn giản nhưng tinh xảo. Hỏa kế cầm đèn trong tay giải thích lá trà ở đâu, lò than ở đâu, có thể trực tiếp pha trà. Còn lấy nước, trong phòng có ống đồng dẫn nước, nước là nước tuyết hòa tan từ trên núi xuống chảy suốt không ngừng ở trong phòng rửa mặt cũng không cần ra ngoài lấy nước như hữu đạo vui vẻ phát hiện nơi này thật đúng là khách sạn bình thường không thể so sánh được đã có hình thức ban đầu của khách sạn cần gì khách quan có thể gọi chúng ta bất cứ lúc nào sau khi hỏa kế khách khí bỏ lại một câu thì đóng cửa lại đi ra như hữu đạo đẩy cửa sổ ra nhìn đèn đuốc lấm tấm trong thành còn cả bầu trời đêm đầy sao sáng chói, cảnh đẹp ý vui tâm tình tốt đẹp đưa lưng ra sau phân phó một tiếng. Pha trà, viên phương bầy lò than, đốt lửa, đựng nước vào trong ấm đặt lên trên nấu rồi quay đầu đi đến bên cửa sổ, chập chập một tiếng. Đạo ra, 10 kim tệ một ngày, còn ác hơn cướp tiền. Ta ở Nam Sơn tự bao nhiêu ngày mới kiếm được 10 kim tệ chứ? Hắn ta bẻ ngón tay tính cho Nghiêu Hữu Đạo nghe. Một kim tệ đổi 100 ngân tệ, một ngân tệ đổi 100 tiền đồng, một ngày ở đây là 10 vạn tiền đồng, đủ cho người bình thường dùng mấy năm chúng ta ở đây một ngày cũng chẳng tốn của người ta bao nhiêu. Không thể tính như vậy được, ở nơi thế này có thể xây dựng được loại khách sạn này không dễ dàng, huống hồ người ta không phải chỉ cấp chỗ ở, không phải còn chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn sao. An toàn là thứ không thể dùng tiền tài để đổi được. Nghiêu hữu đạo cười trêu chọc nói, người cũng không phải không chi nổi, người ở cả năm không đi cũng không thành vấn đề mà. Viên phương cười hì hì, hắn ta sờ kim phiếu trong ngực, trước khi đến, nhiều hữu đạo đã đòi hải như nguyệt một vạn kim tệ làm phí tổn, sợ mang theo khó khăn nên bên kia trực tiếp đưa một ít kim phiếu giá trị lớn giá trị nhỏ thông dụng khắp bảy nước, cộng lại đủ một vạn kim tệ có thể đổi thành tiền mặt ở tất cả tiền trang các nước bất cứ lúc nào. Có tiền thì có tiền, viên phương đã quen những ngày tháng kham khổ, vẫn đau lòng nhắc nhở, đạo gia, ban nãy ta nhìn thấy bảng hiệu nhiều khách sạn khác trong thành, hẳn là tiện nghi hơn nơi này nhiều. Đừng tính toán mấy khoản nho nhỏ này, như hữu đạo cười ha ha, quay người nhìn hắn ta, cười nói, lão hùng, nghe cho kỹ, đi theo ta sẽ không thiếu tiền tiêu, chỉ cần điều kiện cho phép, cố gắng ăn những thứ ngon nhất, dùng thứ tốt nhất, ở nơi tốt nhất, an toàn quan trọng nhất, tiền hết sẽ có lại, chỉ cần có ta ở đây thì không cần lo lắng chuyện tiền. Về sau ngươi sẽ phát hiện, tiền chỉ là con số, thực ra một người cũng chẳng tiêu bao nhiêu đâu. Hắc hắc, viên phương cười ngây ngô, những lời này nghe thật đại khí, thoải mái, có điều trong lòng vẫn lầm bầm, nếu tiền này tích lại cho ta xây chùa thì tốt biết mấy, tiêu thế này lãng phí quá. Ngoài khách sạn, đèn trong căn phòng này vừa sáng lên có không ít người bên ngoài đã để mắt tới. Một nữ tử làn da hơi đen cắn răng, quay người phất tay gọi mấy người đến một nơi vắng vẻ, trốn ở trong bóng tối gì tai nói với mấy người ta chuẩn bị đi vào tìm hắn. Có người nói, lão đại, trong này không dừng chân không cho vào, trừ phi là chào hỏi trước với người dừng chân bên trong, nhưng chúng ta không quen biết hắn, muốn cứng rắn xông vào cũng không được đâu. Nữ tử nói, vậy bỏ tiền vào ở một ngày, có người nói tối thiểu 10 kim tệ một ngày, hà tất phải tốn tiền oan vậy. Hơn nữa hắn chưa chắc đã đồng ý, lão đại, hắn cũng không thể ở mãi trong đấy không ra, chúng ta thay phiên canh giữ ở bên ngoài, hắn vừa ra tới, lập tức ngăn hắn lại. Nữ tử lắc đầu nói, không được, các ngươi không thấy sao? Không phải chỉ đám chúng ta để mắt tới hắn, chờ hắn ra chưa chắc đã đến phiên chúng ta. Có người nói, hắn có thể đồng ý sao? ở lại đây mặc dù đều là kẻ có tiền nhưng có rất ít người sẽ đồng ý chúng ta cũng chỉ đang tìm vận may nữ tử ta có dự cảm người này có thể giúp đỡ chúng ta ta xem trọng hắn dự cảm dự cảm có thể làm nên chuyện sao mấy người im lặng có điều nàng đã hạ quyết tâm những người khác cũng không nói thêm gì ra khỏi bóng tối nữ tử ngẩng đầu ưỡn ngực leo lên bậc thang khách sạn yêu nguyệt xông thẳng vào trong nhưng mà vừa vào cửa lập tức bị tiểu nhị ngăn lại Hắc mẫu đơn, người muốn làm gì? Ra ngoài, ra ngoài. Phất tay xua đuổi, có thể gọi ra tên, rõ ràng tiểu nhị cũng biết rõ đối phương. Nữ tử được gọi là hắc mẫu đơn cắn cắn môi. Ta dùng tiền ở lại đây không được sao? Nàng vừa nói như vậy, tiểu nhị đành phải do dự cho đi, chăm chú bồi một bên đến trước quầy. Hắc mẫu đơn lấy ra 10 kim tệ đập lên quầy. Trưởng quỹ, ở một ngày, trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn thấy là nàng, khóe miệng tủm tỉm nở nụ cười lạnh, một tay đẩy tiền trở về. Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên nói, có ý gì? Trưởng quỹ lạnh nhạt nói, Hắc Mẫu Đơn, nơi này không phải nơi để ngươi tới, tự giác một chút. Thấy trả tiền mà người ta cũng không cho nàng vào, nỗi nhục này khiến Hắc Mẫu Đơn hơi khó xử, khuôn mặt tức giận đỏ bừng tiền thiếu hay tăng giá rồi. Trưởng quỹ thấy nàng còn so kè, trực tiếp nói thẳng, nơi này không chào đón ngươi. Thấy trưởng quỹ có thái độ này, tiểu nhị lập tức khua tay nói, đi thôi đi thôi, đi nhanh đi. Hắc Mẫu Đơn nổi giận, ta không đi, ta cũng không phải không trả tiền, cũng không thiếu tiền các ngươi, cũng chẳng làm gì, dựa vào cái gì mà đuổi ta đi. Hôm nay các ngươi dám đuổi ta, hôm nào ta thấy thành chủ lộ diện trong thành chắc chắn sẽ đòi một lời giải thích, hỏi thử trích tinh thành có quy củ này không. Thấy nàng như vậy, sắc mặt trưởng quỹ lúc sáng lúc tối, cuối cùng gõ lên quầy hàng cảnh cáo nói, ở đây thì được, có điều ta cảnh cáo ngươi ở tại khách sạn yêu nguyệt đều là khách quý, tốt nhất ngươi đừng đến quấy rối người ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hắc mẫu đơn cứng cổ nói, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Trường quỹ phất tay quét tiền vào, ném ra một thẻ phòng, phất phất tay ra hiệu tiểu nhị đem người đi. Đến lâm viên phía sau, hắc mẫu đơn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, phân rõ gian phòng ban nãy sáng đèn là chỗ nào, sau khi xác định vị trí thì im lặng ghi tạc trong lòng. Tiến vào gian phòng của mình chờ một lát, hắc mẫu đơn lại mở cửa ra đi về phía gian phòng kia. chương 176, nhắm mắt nhảy vào một. Kết quả vẫn chưa tới gần căn phòng kia, lập tức có người của khách sạn theo tới hắc mẫu đơn dừng bước quay người hỏi ngươi đi theo ta làm gì tiểu nhị nói không đi theo ngươi trong khách sạn này ta có thể tùy ý đi lại hắc mẫu đơn biết là đang đề phòng mình nỗi nhục này rất khó tả bằng lời cũng không thể tránh được nàng đoán nếu muốn bình thường tiếp cận mục tiêu là không được rồi khách sạn biết lai lịch của nàng rất có thể sẽ nhìn chằm chằm vào nàng trong đầu xoay chuyển vài suy nghĩ xong liền dứt khoát quay người bước nhanh đi đi thẳng đến gian phòng mục tiêu nhưng vừa đi đến cửa phòng tiểu nhị kia thấy thế lập tức tiến lên chắn ngang người trước cửa phòng thấp giọng nói hắc mẫu đơn ta khuyên ngươi đừng làm loạn huyên náo khách nhân không vui ngươi sẽ không yên lành rời đi đâu hắc mẫu đơn nói ta biết khách nhân trong phòng là hắn gọi ta tới tiểu nhị cười nhạo nói đừng làm rộn mọi người đều là người cưng gặp mặt thường xuyên mà hoàn cảnh của ngươi thế nào còn cần ta phải nói nhiều sao hắc mẫu đơn thật sự khách bên trong gọi ta tới hắn có chuyện tìm ta không tin ngươi hỏi một chút. Hỏa kế trầm giọng nói, ngươi ít làm bộ đi, còn cố tình gây sự nữa, cẩn thận ta gọi người đến chào hỏi ngươi. Đúng lúc này, viên phương mở cửa ra, bên ngoài có tiếng sầm xì, nhiều hữu đạo bảo hắn ta ra xem có chuyện gì xảy ra. Các ngươi muốn làm gì? Trong mắt viên phương lộ ra cảnh giác, hỏi. Tiểu nhị vội nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhìn phản ứng của đối phương, gã càng xác nhận đối phương không biết hắc mẫu đơn hắc mẫu đơn lại thừa cơ hét lớn vào trong, huynh đệ, là ta, chúng ta đã từng gặp nhau. Tiểu nhị giận dữ, nơi này có không ít khách nhân hẳn là đang tu luyện, sao có thể làm ồn quấy dày như vậy. Gã quay đầu vẫy tay, lập tức có hai người lách đến, trái phải chụp lấy tay hắc mẫu đơn muốn trực tiếp kéo đi. Viên phương có chút buồn bực, tình huống gì thế này. Lúc này như hiếu đạo cũng lộ diện, bị tiếng la kinh động hỏi một tiếng, chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn về phía hắc mẫu đơn bị kéo đi đang dãy ruộng. Viên Phương lắc đầu, có chút mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu nhị vội vàng gật đầu khom lưng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, quấy giày quý khách nghỉ ngơi, thật có lỗi. Hắc mẫu đơn quay đầu hét lên với nhiều hữu đạo, huynh đệ, là ta, trước đó đã từng gặp. Người đang tóm tay nàng đột nhiên ra tay điểm lên người nàng, để nàng không nói được nữa. Nhiều hữu đạo sửng sốt một chút, có chút quen mặt, nhớ lại, trước chính là một trong những ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Bởi vì đối phương là nữ nhân, lại có mấy phần tư sắc thêm làn da đen khá đặc biệt nên dễ làm người ta nhớ kỹ hắn liền chỉ chỉ nói đây không phải có chuyện gì sao làm sao lại không có việc gì là tìm ta sao tiểu nhị vội nói trong thành ngư long hỗn tạp tránh không được có vài kẻ có ý đồ xấu ngài không cần phải để ý đến nàng nghiêu hữu đạo đang muốn tìm hiểu một chút tình huống nơi này xuất thân của hắn không sợ qua lại với những kẻ tạp nham người tạp nham thường mới biết được vài tình hình tạp nham chẳng hạn chính nhân quân tử sao biết được chuyện xảy ra trong thanh lâu thế là hắn chỉ chỉ nói nếu như thuận tiện để nàng đến đây đi ơ ờ, tiểu nhị sửng sốt cuối cùng vẫy tay ra hiệu bên kia hai người kia thả hắc mẫu đơn ra hắc mẫu đơn như câm điếc chỉ chỉ mình ra hiệu giải cấm chế trên người mình sau khi giải cấm chế hắc mẫu đơn chỉnh lại quần áo bị éo sộc sạch lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào thấy đã lấy lại đủ khí thế ánh mắt nhìn tiểu nhị giống như đang nói ngươi có thể làm gì được lão nương chứ nhưng vừa đi tới cửa đối đầu với ánh mắt của ngưu hữu đạo thì lại có chút chột dạ bởi vì không có sức ngưu hữu đạo mỉm cười nói tìm ta trước mặt tiểu nhị hắc mẫu đơn mạnh miệng nói trước đây chúng ta từng gặp nhau ngưu hữu đạo có chuyện gì không hắc mẫu đơn mắt nhìn tiểu nhị hất cằm vào trong phòng nói có thể vào trong phòng nói chuyện không mời ngưu hữu đạo nghiêng người tránh ra đưa tay mời trơ mắt nhìn hắc mẫu đơn đi vào tiểu nhị vội vàng nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo, khách quan, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trước kia từng có khách nhân bị lừa tiền rồi đánh ném vào trong nước, sau đó có truy cứu làm lớn chuyện ra thì tiền cũng bị tiêu hết rồi, truy cứu cũng chẳng lấy lại được. Nếu có người nhắc gì đến chuyện tiền thì vẫn nên cẩn thận, nếu không xảy ra chuyện gì khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm. Gã không hề né tránh hắc mẫu đơn đang đi vào trong. Hắc mẫu đơn nghe thấy vậy mặt hơi nóng lên, răng ngà âm thầm cắn môi, thầm mắng một tiếng mắt chó coi thường người khác, lập chí một ngày nào đó phải đường đường chính chính vào ở nơi này khiến người kia phải cúi đầu khom lưng nghe nhắc nhở như vậy, Nghiêu hữu đạo như có điều suy nghĩ nhớ tới một số người được nhắc đến trong thượng thanh thập di lục đại khái hiểu nữ nhân này tìm mình có chuyện gì làm phiền Nghiêu hữu đạo lật tay bắn ra một viên kim tệ làm tiền thưởng viên phương đau răng đau lòng với cách xài tiền của Nghiêu hữu đạo tiền thưởng cần phải nhiều thế à tiểu nhị nhận lấy cười là khách quý ra tay hào phóng vội nói ta ở ngay dưới phòng nhìn chằm chằm khách quan có việc gì cứ nói một tiếng sau đó nghiêu hữu đạo và viên cương vào phòng tiểu nhị giúp gài cửa lại trong phòng hắc mẫu đơn thấy nước trà đun sôi lập tức bận rộn di chuyển bàn ghế đưa tay ra hiệu huynh đệ mời ngồi nghiêu hữu đạo cười ngồi xuống cười đối phương rất có ánh mắt nhìn ra quan hệ chủ tớ giữa hắn và viên phương hắc mẫu đơn lại đưa tay ra hiệu viên phương mời ngồi đại ca mời ngồi viên phương lơ ngơ buồn bực nữ nhân này làm gì, không ngồi, học viên cương, đứng bên cạnh như hữu đạo, cảnh giác, nhìn chằm chằm. Trong ấn tượng của hắn ta, viên cương là như vậy. Một khi có người xa lạ tiếp cận như hữu đạo, lập tức duy trì cảnh giác, ra vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ đánh người. Thấy đối phương không lĩnh tình, hắc mẫu đơn mỉm cười, quay người bưng nước trà giúp hai người châm trà, sau khi rót xong, đoan đoan chính chính ngồi đối diện như hữu đạo, tự giới thiệu mình tất cả mọi người gọi ta là hắc mẫu đơn. Nghiêu Hữu đạo đưa tay cắt ngang, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, đi tìm cho ta bản dị thú lục. Viên phương A à một tiếng quay người định rời đi, còn tưởng Nghiêu Hữu đạo có chuyện gì muốn mình tránh một chút, thậm chí hắn ta còn nghi ngờ có phải định làm chuyện giữa nam nữ, nghi ngờ nữ nhân này đến để bán ấy. Người quay lại, Nghiêu Hữu đạo vội nói một tiếng, trong lòng có chút giờ khóc dở cười, phát hiện đây chính là tranh lệch giữa viên phương và viên cương. Thường mình chỉ cần dùng một ánh mắt viên cương liền biết phải làm gì, chỉ chỉ hắc mẫu đơn, Nói với viên phương, không nói ngươi, ta bảo nàng đi tìm. Hắc mẫu đơn cùng viên phương đợi NG thời sửng sốt. Sau đó hắc mẫu đơn đứng dậy, dáng vẻ hơi nghi hoặc. Dị thú lục, còn cả rượu ngon và thức ăn ngon. Đúng rồi, hắn ăn chay. Nghiêu hữu đạo nói rõ, hỏi nàng có vấn đề gì không? Hắc mẫu đơn hơi ngẩn ra, có ý gì vậy? Vừa mới gặp mặt, ngồi xuống chưa nói xong một câu đã bắt mình đi mua đồ. Sau khi phản ứng lại nàng mới ý thức được chỗ không tầm thường của người này cũng khiến nàng có thêm lòng tin khó hiểu. chí ít đối phương bằng lòng nói chuyện với nàng, không phải sao. Nàng liên tục gật đầu cười nói, được, chờ một lát, lập tức về ngay. Dứt lời bước nhanh rời đi, đi tới cửa vừa mở cửa, như hữu đạo lại lên tiếng, ta định ở đây nửa năm, trước mắt chỉ mới đóng tiền phòng một ngày. Hắc mẫu đơn líu lo dừng bước ngay tại cửa ra vào, quay đầu nhìn như hữu đạo. Còn như hữu đạo lại bưng chén trà khoan thai nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lời kia có vẻ không biết nói với ai nhưng trong lòng nàng hiểu rõ là nói với nàng. Hắc mẫu đơn do dự một chút, sau đó gật mạnh đầu ta giúp tiên sinh đóng trước. Dứt lời mở cửa đóng cửa rời đi, viên phương mờ mịt, hỏi, đạo gia, nàng là muốn giúp chúng ta đóng tiền thuê phòng sao? Nghiêu hữu đạo, có lẽ vậy, trà ở đây cũng là trà thượng đẳng, tiêu tiền không uổng đâu. Đưa tay ra hiệu hắn ta uống trà, chương 177, nhắm mắt nhảy vào hai